Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên sóng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thế thì ngày hôm nay vẫn đang là ngày nghỉ lễ, tuy nhiên với quan điểm của Hùng Lê đó là chúng ta đã quá quen thuộc với buổi tối ngày thứ sáu, chính vì vậy nên tối ngày hôm nay Hùng vẫn dành thời gian để làm một cái bản tin view lại, đánh giá lại bốn phiên giao dịch của tuần cuối cùng của gọi là năm cũ, và sau đó chúng ta sẽ phân tích các cái mã chứng khoán cơ bản nhất trong các cái nhóm ngành mà chúng ta liên tục theo dõi trong tuần vừa qua. Cùng với đó thì sẽ có một vài các cái ý phân tích định lượng nhận định xu hướng thị trường tuần từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 1 năm 2021 là tuần đầu tiên của năm mới. Thì nhân tiện đây thì Hùng Lê cũng xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng nhà đầu tư, tới tất cả những anh chị em chiến binh trên từng con sóng đã cùng đồng hành với Hùng Lê trong suốt chặng đường vừa qua. Một năm mới luôn luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình hạnh phúc và thành công, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cùng với đó thì sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh, đồng hành cùng với Hùng Lê, và chúng ta sẽ cố gắng sẽ có một năm mới thành công hơn nữa và tiếp bước những cái đà thành công của năm 2020, để còn một tháng, hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ có một cái Tết âm lịch thật là trọn vẹn. Mặc dù là một năm kinh tế của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thị trường chứng khoán thì lại có một năm cực kỳ thành công và cực kỳ là khởi sắc. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta đang phân tích một sóng lên của thị trường, và đến thời điểm hiện tại kết thúc cái tuần cuối cùng, cái phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, thì nhìn chung là toàn bộ thị trường của chúng ta vẫn đang ở một uptrend. Và những cái động lực nào còn đi được tiếp thì tí nữa Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị của chúng ta sẽ đi phân tích một cách nó chi tiết hơn và cụ thể hơn. Thì kết thúc phiên giao dịch tuần cũ thì ngày Hùng đã ra cái bản tin video số 136 phân tích 4 cái phiên cuối cùng của tháng 12. Thì trong cái bản tin này thì chúng ta có nói đến ba cái ý rất là cơ bản. Đó là cái ý thứ nhất, đó là cái vùng hỗ trợ dài của thị trường để xác nhận rằng là VN Index của chúng ta còn đi được nữa không, thị trường của chúng ta còn đi được nữa hay không. Đó thì Hùng đã đưa ra cái mốc 1070 điểm là cận trên của VN Index đối với chỉ số VN30. Đó là chính là cái mốc ở đây, 1030 điểm. Và đối với chỉ số phái sinh của chúng ta, đó là vùng hỗ trợ đây, 1010 đến 1025 điểm ở bên trên. Đó là ba cái mốc mà Hùng đã đưa ra trong cái bản tin tuần video số 134. Và đó là những cái điểm mà giúp cho chúng ta quan sát để nhận diện rằng thị trường của chúng ta còn hay là thị trường của chúng ta hết. Đó. Cùng với đó thì chúng ta có nói đến cái mốc kháng cự, gọi là đây, Hùng có ghi đây, mốc kháng cự M6 cộng 5. Mốc M6 cộng 5 thì VN Index sẽ gặp về vùng kháng cự biên cao nhất ở vùng 1090 điểm. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, đây chỉ số VN Index của chúng ta đây. Ở đây là phiên kết tuần, đó, đây là phiên kết tuần các anh chị nhá. Đó thì VN Index của chúng ta là có hai phiên, đó, hai phiên giao dịch ở trong cái biên kháng cự 1090 điểm. Sau đó thì đến phiên ngày thứ tư. Đó, đến phiên ngày thứ tư và phiên ngày thứ năm thì mới bứt thoát ra khỏi cái vùng 1090 để đi về cái vùng 1100 điểm, tức là cái mốc M7 của chúng ta. Đó, thì cái mốc kháng cự M6 và mốc M7 là hai cái mốc mà chúng ta đã xây dựng ở trong bản tin tuần 136. Thì mốc M7 đó là mốc 1100 điểm, đó là cái mốc mà thị trường đã hướng đến. Và kết phiên tuần thì VN Index đóng cửa 1003 điểm, tức là vượt 3 điểm so với cái mốc 17 mà chúng ta phân tích và dự báo. Còn đối với chỉ số VN30 thì chúng ta có cái vùng kháng cự đó là mốc M6 cộng 5, tức là vùng kháng cự 1055 điểm đến 1060 điểm. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, VN30 có 3 phiên giao dịch là ở quanh cái biên kháng cự này và liên tục có những nhịp kéo xả ở đây. Đó thì cái vùng kháng cự được hiểu nó là cái vùng mà thị trường sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi về đến cái vùng này, thì đây là cái vùng kháng cự của thị trường của chúng ta. Và đến phiên ngày thứ sáu thì đến phiên ngày thứ năm thì VN30 mới lấp lại được cái gap đây, gấp lấp lại được cái gap ngày thứ năm. Thì bản thân ở trong phiên ngày thứ năm
Ngày thứ tư là VN30 đã có một cái điểm đánh lên vùng 1.070 điểm, nhưng mà sau đó thì kết phiên lại bị lùi về cái biên này, và trong cái buổi tối ngày thứ năm thì cũng đã có thêm một cái đánh giá trên trên room không chat đó. Và cái mốc M7 mà VN30 có thể hướng đến đó là 1.070 điểm. Đó, 1.070 điểm mốc M7 đây. Thì kết tuần là VN30 đóng cửa 1.070,77 điểm. Đó, thì đối với VN30 nó là như vậy. Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái mốc M6 cộng 5. Đó, M6 cộng 5 chính là cái biên 1060 và 1070, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, cũng sẽ phóng to view ra một to một tí nữa. Thì có 3 phiên giao dịch đây, 1 2 3 phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba, thứ tư. Đó, 2 3 4 thì gần như là chỉ số này cũng dao động ở trong một cái biên. Đó, và đóng cửa chính xác là đóng cửa phiên ngày thứ tư. Đó, đóng cửa phiên ngày thứ tư thì nó đúng cái mốc kháng cự trên 1.070 điểm, và đến phiên ngày thứ năm là phiên kết tuần thì với sự hỗ trợ của dòng trụ và nhóm banh, một số cổ phiếu ngành banh thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích, thì chỉ số phái sinh này đã đóng đã break vượt cái vùng mốc M7 của chúng ta để ở đây, đó là vùng 1.075 điểm, và đóng cửa vùng 1.083,9 điểm. Thì đấy là tất cả cái kịch bản mà chúng ta phân tích và dự báo cái xu hướng của thị trường, đó là mốc kháng cự M6, mốc hướng đến M7 và cái mốc gọi là cái mốc thành trì, tức là gọi là nếu như mà thị trường mà bị gãy cái mốc này thì như vậy là chúng ta sẽ không còn những cái cơ hội nữa. Nhưng đây là cái mốc rất dài và chúng ta sẽ tiếp tục có những cái đánh giá định lượng về thị trường trong các cái phiên giao dịch tiếp theo trong năm mới. Rồi, ok. Và trên team không chat thì cùng với đó trên bản tin phân tích tuần thì do cái nhóm ngành bất động sản khu nghiệp cũng không có phân tích được nên cũng đã có đánh giá lại từ 1 đến 16 SCS đó, đến các cái mã ngành của bất động sản khu công nghiệp, và những cái đánh giá này thì cũng có chia sẻ lên team cộng đồng R9, R7, R8, đấy là một số các team cộng đồng. Và trong một tuần đó, trong một tuần thì chúng ta có rất nhiều các cái phân tích định lượng và cập nhật cổ phiếu thì nó sẽ nằm hết ở trên cái team không chat này đó, và chúng ta có một cái team thảo luận, còn team thảo luận đó thì nó cũng không không có nhiều ý nghĩa, nói chung là chúng ta sẽ chủ đạo là nhận các cái phân tích của Hùng tại cái room không chat. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào đi phân tích chi tiết về tình hình thị trường tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta trong thời gian vừa qua, thì chúng ta sẽ trong cái tuần vừa qua. Đối với mã cổ phiếu VIX hiện tại không có nhiều cái định lượng về mã cổ phiếu này. Em này có một cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây, đó là vùng 102 đến vùng 103, và vùng kháng cự ở đây là vùng 110. Nhìn trên cái ý đồ tạo lập á, nhìn trên cái ý đồ tạo lập thì khả năng là tạo lập sẽ kéo vích đó, sẽ dùng vích để kéo, và chúng ta sẽ quan sát ở trong tuần tới nếu như có một cái cây nến xanh dài mà nó đánh vượt thoát được vùng 110 như vậy thì vích sẽ có xu hướng đánh thoát lên ở vùng 115 đến vùng 120, chúng ta sẽ quan sát ở tuần mới. Cổ phiếu Vinhome, nó Vinhome là một cái mã cổ phiếu mà Hùng có đánh giá rồi, đó là trong thời gian hiện tại thì tạo lập sẽ sử dụng Vinhome nó như một cái công cụ để kéo điểm số của thị trường. Chúng ta đang phân tích một sóng lên của Vinhome đó các anh chị, đó từ những cái vùng ở đây, từ vùng 74, xong đó thì phân tích lên vùng 82, đó những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây rất là ổn áp, thì Hùng xây lên cái vùng 88, và chính thức là trong tuần vừa qua thì Vinhome đã kéo qua vùng 88. Tuy nhiên một cái câu chuyện là Hùng có nói rồi, đó là chúng ta cần phải có một cái bản lĩnh thi đấu nó vững vàng một tí. Thường những cái phiên mà kéo dốc như thế này thì chúng ta hãy bình tĩnh, chắc chắn là cổ phiếu nó sẽ trả cung. Và những cái nhịp test cung của Vinhome nó sẽ nằm ở khoảng vùng 88 đến khoảng vùng 89 của phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên thứ ba tuần tới. Sau đó thì ở những cái điểm test tích lũy này thành công, chắc chắn là sẽ thành công, bởi vì nhìn cái lực đi của Vinhome như này là đang là một sóng lên rồi, và tạo lập sẽ sử dụng để kéo. Thì Vinhome sẽ đưa target của Vinhome khoảng vùng 94 đến vùng 95 cho tuần mới. VRE trong tuần vừa qua chúng ta cũng đang xây dựng phân tích một sóng lên của Vincom thì theo từ vùng 25 lên 27, 27 lên đến vùng ở đây là vùng 29, 29 thì xong đó tiếp tục xây lên đến vùng 32. Và các cái điểm xây target này thì các anh chị có thể xem lại tất cả các bản tin của Hùng Lê trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng đó, các anh chị sẽ xem hết ở trên này.
Tất cả những cái phân tích của Hùng thì nó mang cái góc nhìn của Hùng, chính vì vậy nên là nó sẽ nằm ở trên đó mãi mãi, chứ không có cái câu chuyện là đúng thì ta tâng bốc, nâng nó lên, và sai thì chúng ta lại xóa nó đi, tránh câu chuyện đó. Và các anh chị có thể thấy rằng là tất cả những cái phân tích của Hùng từ đầu đến đuôi và nó xuyên suốt theo thời gian như vậy, nên là chúng ta cũng phải thẳng thắn với nhau như vậy, và chúng ta phải thành thật với nhau như vậy thì chúng ta mới đi được con đường dài đó. Quan điểm nó như vậy, chúng ta có cái gì chúng ta nói cái đó. Ok đúng không? Hùng có cái bản tin tối thứ sáu hàng tuần thì Hùng cứ nói như vậy thôi đó. Rồi VRE chúng ta sẽ sau khi mà nó đạt được target 32 thì nó sẽ có những cái điểm trả cung, và đã có hai phiên trả cung đánh giá rất đẹp. Với những điểm trả cung không gãy cái vùng 31, 31.4 ở đây thì nó sẽ kết thúc những cái điểm trả cung khoảng phiên ngày thứ ba, tức là khoảng phiên ngày thứ ba thì tiền nó sẽ kéo. Và dự kiến là kỳ vọng của nhịp này VRE sẽ kéo vượt thoát vùng 32 để đi về vùng 34 cộng ở ở cái nhịp này. Sapeco và Vinamilk. SAB ở thời điểm hiện tại, sau khi mà cổ phiếu đạt được cái mark target ở gần vùng 210 thì cổ phiếu bắt đầu chỉnh và đưa ra cho anh chị một cái vùng hỗ trợ 195. Bản thân cổ phiếu này thì dùng tạo lập dùng để kéo thị trường mà thôi. Tín hiệu của tôi hiện tại là Sapeco đang thiên về kịch bản là tích lũy đi ngang và giảm giá, nên là chúng ta sẽ không uống bia ở thời điểm này. Cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk ở thời điểm hiện tại cũng không có nhiều động lực, và chúng ta thấy là cái vùng kháng cự đây đang xây ở đây khoảng vùng 112.5, và cái vùng hỗ trợ dài của Vinamilk ở đây vùng 105 đến vùng 106, thì hiện tại là Vinamilk đang đi ngang ở đi đi ở trong cái biên này đó. Và khi mà cổ phiếu có những cái dấu hiệu vượt thoát ở đây không thành công thì cổ phiếu lại đang có xu hướng tích lũy lại cái nền ở đây các anh chị này đó. Và cái nền này đó là nền 108.5 đến nền 109, thì khả năng là Vinamilk sẽ tiếp tục có những cái nhịp tích lũy đi ngang ở đây và sẽ xuất hiện một cái phiên có một cái lực cầu nó đánh mạnh, và dự là sang tuần tới thì xu hướng cao là Vinamilk cũng sẽ bật từ cái vùng này đó, tích lũy đi ngang rồi là sẽ bật thôi. Họ sinh thái của em này gồm có thêm mã cổ phiếu GTN, chúng ta sẽ phân tích luôn trong bản tin phân tích tuần, thì GTN đang đặt target ở vùng giá 28 và vùng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 26. Thì trong cái thời điểm ngắn hạn thì chúng ta sẽ chưa có nhiều cái động lực để chúng ta phân tích để cho em này đi đâu, và hiện tại thì theo Hùng thì nó sẽ đi ở vòng biên ở trong cái biên ngắn này trước khi mà nó hình thành cái xu thế tiếp theo, thì cũng sẽ cập nhật thêm, bởi vì GTN cũng là một cái mã cổ phiếu rất là truyền thống. Mã cổ phiếu VLC đến thời điểm hiện tại là sau khi VLC đạt mắc ở 45 thì cổ phiếu này đang có những cái điểm chỉnh giảm trở lại. Đó, dòng tiền nó cắm đầu đi xuống như thế này thì gần như là đứt. Đó, gần như là đứt, cổ phiếu đứt. Cổ phiếu sẽ giảm và thiên về cái chiều hướng nó là tích lũy. Thì trong ngắn hạn thì cổ phiếu này nó sẽ đi về khoảng vùng 35. Đó, cái vùng 35 đến vùng ở đây này là bao nhiêu? 35, 36. Thì khả năng xu hướng là với cái xu hướng như hiện tại thì sẽ tích lũy lại ở nền 35, 36, nó là hợp lý. Ở cái nền này nó tích lũy xong, tích lũy chặt xong rồi thì cái đó thì chúng ta sẽ có những cái tính toán tiếp theo của mã cổ phiếu này. Chúng ta đi phân tích hệ sinh thái của các nhóm ngành hàng không. Đầu tiên là VDC. Thì VDC, cái kịch bản mà chúng ta cũng đang phân tích một sóng lên của VDC các anh chị, và đến thời điểm hiện tại thì cái target mắc của nó đang để ở đây đó là cái vòng cung trên này là vùng 127 các anh chị. Sau khi đạt được cái này thì VDC lại có cái xu hướng test cung chỉnh trang lại, và đây là những cái điểm, nếu như anh chị học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là những cái điểm chỉnh kỹ thuật rất là đẹp. Bây giờ thì VDC lại có xu hướng kéo về vùng 130, và VDC cũng là một trong những cái nhân tố mà tạo lập sẽ sử dụng để kéo thị trường, đấy là một cái trụ kéo rất là khỏe luôn. Cổ phiếu HVN thời điểm hiện tại đã có khuyến nghị một cái điểm mua khi mà nhận thấy rằng HVN có những cái điểm break lại cái nền 28. Tuy nhiên cái điểm mua này thì thất bại, thì nó chưa gọi là thất bại, nhưng mà cái động lực để kéo tăng thì hiện tại cũng chưa nhìn thấy, đang là một cái xu hướng tích lũy đi ngang. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm thôi, và ít nhất thì chúng ta cũng sẽ có một cái target ngắn ở vùng 29. Phiên ngày thứ 5 có tạo một cái gap ở đây nhưng mà
không giữ được cái phiên giá cao nhất thì xu hướng là HVN sẽ kéo lại về vùng 29 để lấp lại gap này. Còn lấp xong có bật được vùng 29 hay không thì cũng sẽ cập nhật trên team không chat và có thể share lên team cộng đồng. Rồi, mã cổ phiếu ACV là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê có thể nói là tuyệt đối. Vì sao lại tuyệt đối thì các anh chị có thể xem lại tất cả những cái bản tin phân tích, là chúng ta phân tích như đạt luôn, là target đến đâu thì cổ phiếu xây đến đó và cái vùng hỗ trợ đến đâu thì cổ phiếu lại bật lên đến đó, phải nói là tuyệt đối đối với ACV. Thì sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành ở đây cái target ở vùng 80 thì đã đưa về lại cái vùng hỗ trợ 74 đến 75, từ vùng này cổ phiếu sẽ bật lại vùng 80 và phiên kết tuần thì ACV đã đóng cửa vùng 81 các anh chị. Rồi, rất đẹp với một lực cầu vượt trung bình 21 phiên gấp đôi. Sau một cái lực điểm đánh mạnh như thế này thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh và xu hướng là em này sẽ test, và những cái điểm test sâu của em này có thể sẽ rơi vào vùng 79.5, tức là ACV sẽ có thêm 1 đến 2 phiên, sâu hơn thì có thể là 3 phiên nghỉ ngơi ở vùng này trước khi mà kéo. Đó, nhịp này là chúng ta đang phân tích một sóng lên của ACV, và với cái đà đi như thế này thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng tiếp tục kéo, sẽ tiếp tục kéo. Rồi, và sẽ cập nhật liên tục cho các anh chị. Mã cổ phiếu AST, một cái mã cổ phiếu mà ông có nói đến câu chuyện là chúng ta đã cầm em này là cầm dài. Ok. Và cái cách đi của nó thì nó đi chậm rãi, nó đi rất là chậm rãi và nó đi gặp target 57 thì nó chỉnh kỹ thuật, và trong tuần đó cái điểm chỉnh kỹ thuật của ACV chúng ta bắt cũng rất là chuẩn. Đó, nếu như anh chị mà cầm nắm thì cứ đến cái vùng này chúng ta mua thôi. Đó, và đến đây phiên ngày hôm nay thì chính thức kết tuần ở trên cái vùng biên 57.4. Và mục tiêu của AST vẫn đi về vùng 6x. Các anh chị đang cầm cổ phiếu này chúng ta sẽ tiếp tục cầm, và mạnh hơn, tức là mạnh hơn sẽ đi về vùng 8x, nhưng mà các anh chị cứ từ từ cho Hùng xây được không ạ? Đó, giống như ta xây con mã con VCI ấy, đó thì ta cứ xây từ từ thôi. BVH Mansan MWG. Mã cổ phiếu BVH đó Hùng đã để đây rất dài, đó là tạo lập kiểu gì cũng dùng trụ để kéo BVH. Vì sao? Bởi vì Hùng đã nhìn thấy một cái trend đi của BVH, mặc dù nó đi không không sốc, nhưng nó đi chậm, nhưng đi chậm nhưng nó lại đi rất chắc. Và chúng ta cũng đang phân tích một trend lên của BVH đây, theo cái dòng thời gian từ cái vùng hỗ trợ của nó khoảng vùng 45 đến khoảng vùng 46 ở đây đó, và chúng ta đang đi xây lên và xây lên đến vùng 60. Ở trong bản tin tuần trước thì cổ phiếu này đã đạt vùng 60 và dự có những điểm test cung. Trên thực tế thì cổ phiếu không có điểm test cung, rất khỏe và kéo đi lên lên cái vùng target 7x luôn. Thì với cái lực kéo như này thì BVH đang phải nghỉ lại, chắc chắn là phải nghỉ lại rồi, tức là một là nó sẽ nghỉ ở dưới này, hai là nó sẽ nghỉ đây, nên nó không nghỉ đây thì nó nghỉ lưng chừng ở đây này, đang nghỉ vùng 64 đến vùng 65, và dự sẽ nghỉ thêm đến 1-2 phiên nữa trước khi mà cổ phiếu này sẽ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta ở vùng 7x. MWG MWG cũng là một mã cổ phiếu, một cái trụ kéo mà tạo lập sẽ sử dụng, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang phân tích một sóng lên, chưa phân tích một sóng xuống mà đang phân tích một sóng lên của MWG. Xây cho đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây ở vùng giá bao nhiêu đấy, vùng 120. Với những cái tín hiệu cầu hiện tại và cái cách tích lũy của MWG siết chặt ở khoảng vùng giá 117 ở đây, thì xu hướng trong tuần tới là MWG sẽ tiếp tục đánh và chúng ta sẽ nâng cái target của MWG lên vùng 125. Cổ phiếu PNG rất là ok đúng không ạ? Và đối đến với thời điểm hiện tại thì PNG cũng đang phân tích một sóng lên, và một sóng lên đi từ đâu thì các anh chị vui lòng xem lại tất cả những cái bản tin phân tích trước đây đó, và sóng lên của chúng ta đang đi lên đây đó, theo dòng thời gian thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang nói đến từ vùng 75 và cái mark target của chúng ta đang xây ở khoảng vùng 83, và với những cái tín hiệu cầu hiện tại như thế này đó, bắt đầu đó tín hiệu dòng tiền ngóc đầu đi lên đó, như một con rồng đó đúng không ạ, khỏe như thế này thì không có lý do gì cổ phiếu nó không 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 lên được cả đó. Tín hiệu mark đang đẹp rồi, và như vậy thì cái đích ở vùng 83 đến vùng 85 là hoàn toàn khả thi. Về đến cái vùng này rồi, nó sẽ có những cái điểm test cung và đang kỳ vọng là PNG sẽ tiếp tục đánh đẹp. Ok, ổn. Và nhịp này không cẩn thận là PNG sẽ đánh về vùng 100, đó, về vùng mệnh 100 đây. Đó, nhưng mà cứ từ từ, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta phải hướng về cột mốc vùng 84, 83 đến vùng 85 đã.
Chúng ta đi phân tích một Masan nữa, sót mất cổ phiếu Masan rất là hay. Masan thì sau khi chúng ta mua ở đây và chúng ta rất mất nhiều thời gian đúng không ạ, bởi vì cổ phiếu sau đó thì cổ phiếu bị mất cung, đó, mất cung mất cầu đi rất là siết chặt, thì cái câu chuyện này nó cũng đang khá giống với cái thời điểm này đó, thời điểm này, và sau đó thì xuất hiện một cái lực cầu nó đánh breakout hỏi một cái nền tích lũy, và chính thức thì phiên ngày thứ sáu à ngày thứ năm thì cổ phiếu này đã đánh bay vùng 84. Đây là một cái dấu hiệu đầu tiên để nhận diện rằng là Masan sẽ tiếp tục đánh. Còn câu chuyện tiếp tục đánh như nào thì sẽ cần thêm những cái dữ liệu phân tích tiếp theo, ví dụ như là phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới vẫn duy trì được một lực cầu 2 đến 3 triệu thì ok, ngon lành luôn, chúng ta mua ngay, tức là có những cái phiên chỉnh giảm kỹ thuật ở đây thì Masan có thể test lại cung ở vùng 86.5, 86.5 đến đó, thấp nhất là vùng 86.5, thì vùng này là anh chị nào chúng ta đang cầm chúng ta sẽ canh thì chúng ta mua. Cổ phiếu trong họ Masan nữa là MML, chúng ta sẽ đi phân tích luôn về bản chất MML là cũng đã khuyến nghị anh chị chúng ta cầm được. Em này em mới đánh chậm thôi nhưng mà nó có một cái đặc điểm của họ Masan là em mới chơi một tuần là đủ target đó các anh chị, nên là đầu tiên sẽ lên 55 và thậm chí có đánh vùng 60 cơ, và cái vùng mà chúng ta khuyến nghị mua đó là khoảng vùng 48 rất là ok. Mã cổ phiếu MSR đó, các anh chị nhớ con MSR này không ạ? Đó, khi mà những cái vùng hỗ trợ khuyến nghị các anh chị mua thì chúng ta không mua, đến lúc cổ phiếu nó chạy tít mù đó thì lại mua. Tại sao mình vẫn khuyến nghị các anh chị mua con MSR? Bởi vì mình nhìn được những cái yếu tố tạo lập và những cái vùng tạo lập mà khi mà cổ phiếu ở những cái vùng ở đây này, ở khoảng vùng 15.5 đến vùng 16, đây là những cái vùng mà mình đánh giá rằng là kiểu gì thì kiểu các ông cũng sẽ đánh. Đó, và mắc của target của nhịp này đang xây lên vùng 24. Trong cái quá trình lên đến vùng 24, 23 đây thì nó đang có một cái nhịp chỉnh giảm ở đây. Những cái nhịp này là nhịp nghỉ ngơi thôi các anh chị, MSR sẽ đánh. Và không cẩn thận là nhịp này MSR sẽ đánh đánh tưng bừng á, đánh thậm chí là đánh vượt vùng 25, 26, nên là cổ phiếu này các anh chị cố gắng chúng ta cầm và đang có vị thế thì chúng ta gom thêm. Đó, những cái phiên kỹ thuật mà nó chỉnh giảm ở quanh vùng 21 này rất là đẹp. Cổ phiếu MCH đến thời điểm hiện tại thì đang để cái target cao nhất của vùng này 95 và chúng ta chỉ ăn một cái khúc đâu đó từ vùng 65 và chúng ta xây dựng lên đến đây thôi, còn đoạn này thì nó không còn thơm nữa. Nhưng mà lại tự dưng lại thế này thì có khi là sang tuần tới là họ Masan lại đánh, bởi vì là dòng tiền bắt đầu thu này, đó nó đi chạy vòng vòng mà các anh chị nhìn thấy này, sau một cái đoạn nó chỉnh giảm đó, đó nó chỉnh này nó đi liên lách 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 này, không cẩn thận là nếu như mà có một cái phiên mà có cái tín hiệu dòng tiền mà nó ngóc đầu lên như này á, là nó sẽ đánh thoát ở đây này, nó sẽ đánh gãy vùng 95 ở đây. Họ Masan hiện tại đang khá là ok, anh chị có thể tham gia. Phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa cơ bản gồm có Bình Minh, BMP thời điểm hiện tại đang bị mất cung. Và cái điểm mất cung này thì sẽ đưa em này về vùng hỗ trợ vùng 61.5, vùng 62, và những cái điểm hỗ trợ của Bình Minh Hồng Bắc thường khá là chuẩn. Đây, một cái điểm mua của Bình Minh ở đây, sau đó những xuất hiện những cái điểm mua hết ở đây để đưa cái target của em này lên đến tận dự kiến là vùng 7x nhưng 7x chưa đạt được, thì em mới có thể em sẽ nghỉ ngơi về đây, từ đây em sẽ chỉnh giảm kỹ thuật về đây, và từ cái vùng vùng kỹ thuật này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng bật lên đó. Và dòng tiền sẽ luân chuyển sang Blue vừa, và Bình Minh cũng là một cái mã cổ phiếu mà sẽ được hút tiền ở chỗ đấy. Mã cổ phiếu ba con na có khuyến nghị đầu tư đây, ví dụ lâu lâu thì không 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 tìm thôi đó, Hùng tránh tìm câu chuyện này đó các anh chị mà muốn đó, ví dụ những cái điểm mua khuyến nghị này từ vùng ngày mùng 9 tháng 12 đó, ba con na này mở điểm mua này ngày 02 tháng 12 này đó, 12.9 này, ví dụ như vậy đó, 50% số định mua điểm mua 2 này, ngày mùng 4 tháng 12 này điểm mua cuối cùng này dự kiến này đó, và chúng ta sẽ bắt đầu đi xây target ví dụ như vậy. Thì đến thời điểm hiện tại là cái target mà cao nhất vùng đặt đến sau những cái điểm mua gom mua hết ở đây đó là vùng 14, thì sau cái vùng 14 thì trong tuần trước là nó có một cái điểm hơi bất thường, nhưng đến đến cái điểm mà phiên ngày thứ sáu thì có đánh giá rồi, đó là nó đã lấp lại được cái phần đúng không ạ, phần 14 ở đây, như vậy là tốt. Và trong phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba thì cổ phiếu này đã lấy lên lại được. Như vậy thì trong cái ngắn hạn bao na chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái vùng kháng cự 14 147 và vùng hỗ trợ 14
14 thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng đi vòng 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 vo ở đây thêm 1 đến 2 phiên nữa. Và quá trình đó thì Hùng sẽ nhìn được là tạo lập đánh lên hay đánh xuống. Nôm na nó thì vậy, mình sẽ nhìn được những ý đồ thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật cổ phiếu Bana. Nhưng với cái tín hiệu kết tuần như thế này thì đang kỳ vọng là Bana sẽ đánh về vùng 15.5 đến vùng 16. Đây, cái target ở đây các anh chị. Đó. Cổ phiếu DAG. DAG thì nó cũng không có gì đột biến lắm. Cái vùng hỗ trợ ngắn của nó ở đây khoảng vùng 6.73 và vùng kháng cự ở đây là vùng 7.2. Tuy nhiên, nếu như chúng ta nhìn trên một cái góc độ nó dài hơi hơn một tí thì cổ phiếu DAG không cẩn thận cũng sẽ có một cái nhịp tăng rất là đẹp. Và cái nhịp tăng đẹp đó thì nó cũng sẽ cho ra một cái tỷ suất lợi nhuận tương đối ổn định đó các anh chị. Nên Lồng sẽ tiếp tục có những cái cập nhật này với mã cổ phiếu này. Trước mắt thì sẽ ở trong cái biên hỗ trợ ngắn đó. Cổ phiếu nhựa thiếu niên Tiền Phong. Nhựa thiếu niên Tiền Phong thì đến thời điểm hiện tại là đó, cái vùng hỗ trợ đây, vùng 35 khuyến nghị mua cho cái target dự kiến ở khoảng vùng 4x. Không có gì thay đổi. Rồi. Gì? Em dậy thì à xin lỗi, em này không phải dậy thì, em này già lắm. Em này là hồi xuân. Đó. Hồi xuân từ vùng 3x bắt đầu khuyến nghị mua và chúng ta xây khá nhiều các cái nhịp xổ số. Và cái nhịp xổ số mà gần đây nhất là đâu đó từ vùng 42 lên đến vùng 46 và tiếp tục bây giờ trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đã nâng cái target của Z lên vùng 5x. Thì tạm thời là hỗ trợ của em này là vùng 46 và target cứng gần vùng 5x, các anh chị cứ đánh vòng vo như thế này không? Đó, gặp cái vùng kháng cự thì chúng ta bán ra, gặp vùng hỗ trợ thì chúng ta mua vào. Rồi. Gì thì không có gì thay đổi các anh chị nhỉ, nó chắc chỉ như vậy thôi. Rồi chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ. Đầu tiên là FPT. FPT thì cứ từ từ thôi các anh chị. Đó. Rồi nó cũng nhiều anh chị sốt ruột nó không chịu được cái cách đi của cổ phiếu. Tuy nhiên là chúng ta gửi ngân hàng một năm được có 5%. Trong khi chúng ta đầu tư một cái mã cổ phiếu thì chúng ta cứ mong nó phải 30-40% tức thì nó khó đúng không ạ? Cứ bình tĩnh, các anh chị cứ tính đi. Đó, 100 triệu thì một năm gửi ngân hàng được có 5% thì được lãi bao nhiêu, và sau trong khi đó thì chúng ta cổ phiếu đó ví dụ như FPT nếu mà tính từ vùng 56 đi mà lên đến vùng 60 chẳng hạn 4. Đó, thử xem nào, 4 trên 56. 4 chia 56. Hôm nay ta thử chia xem nhé, 4 chia 56. Ồ, sao lại thế nhỉ? 4 trên 5, 6. 7%. Ok, 7% mà tính từ đây đến đây được một tháng chưa các anh chị? Đó, một tháng làm 7% bằng gửi ngân hàng 5 5%. Ok, đó thì một con số so sánh như vậy để chúng ta đừng sốt ruột, đừng sốt ruột. Ok. Rồi, FPT mục tiêu không có gì thay đổi các anh chị, 60. DigiWorld. Ồ, cổ đông của DigiWorld tuần vừa rồi vui lắm. Các anh chị đang trong team mình đây đang cầm DigiWorld vui lắm. Vì sao vui thì các anh chị cũng thể nhìn thấy đây, đó là đưa ra một cái vùng 73 đến vùng 75 và cái cận dưới là vùng 73.5. Đấy là một cái cận mà chúng ta sẽ giữ lại cổ phiếu nếu như mà cổ phiếu chưa bị gãy, và gần như là đi mua thì trong team mua lên không anh chị nào mất, thậm chí về đến vùng này còn nhiều tài khoản còn mua thêm. Với một mục tiêu một ngày đẹp trời em mới đánh vượt vùng 80, và đây là ngày đẹp trời của ngày thứ năm. Ở ngày thứ tư em đánh vượt vùng 80 và đến ngày thứ sáu thì treo tiếp một cái cây trần hay sao đó và lên đến tận vùng 85.7. Ở mục tiêu ngắn em này sẽ về vùng 90 và cái cách đánh của em đấy nó rất là dễ chịu, đó là khoảng 3 phiên tăng sốc và sau đó thì đi ngang, một phiên tăng sốc, hai phiên tăng sốc. Thế thì kỳ vọng như thế nhá anh chị nhá, đấy là vẽ vui đấy nhưng mà có khi cũng thật. Nó sang tuần thêm cây nến xanh này nữa và sau đó thì lại một cái hành trình đi ngang, đó, hành trình đi ngang xong rồi, đi ngang đi ngửa xong rồi đánh tiếp, đó. Rồi, CMG, đấy, như thế mà các anh chị không giữ được cổ phiếu nữa thì thôi. Đó, ai chê CMG thì bây giờ chúng ta thấy tiếc nuối, đúng không ạ? Chúng ta không đủ, thường là chúng ta sẽ không đủ kiên nhẫn. Vùng hỗ trợ 32 và ở đây có thêm một cái biên hỗ trợ ngắn ngắn ở đây nữa là biên 33 đến biên 33.5. Và trong 2 tuần thì gần như CMG đánh đủ target cho chúng ta trong một nhịp chúng ta đầu tư. Sau khi mà cổ phiếu này đánh vượt thoát cái vùng ở đây đó là vùng 37 thì cổ phiếu đã có 3 phiên test cung ở vùng 36 tương đối đẹp.
lực cầu tiếp tục kéo vào và với cái đà đi này thì cổ phiếu sẽ hướng về vùng 4x. Cổ phiếu ITD cũng bây giờ cũng nhiều anh chị bắt đầu thấy chán rồi đó, nhưng mà với quan điểm của Hùng là gì? ITD sẽ đánh. Chắc chắn là sẽ đánh, và các anh chị nhìn thấy một cái trận đánh của ITD, nó đánh từ vùng 2 và lên đến vùng 18. 9 nhân 2 18, học bảng cửu trương nó không không ngon lắm. Đó thì cái thời điểm này nhân 9 các anh chị, nhân 9 92 18 nghe sướng quá. Tuy nhiên thời điểm này thì cổ phiếu này nó sẽ chưa đánh được, nhưng chưa đánh được thì đấy là cái thời điểm mà cơ hội để chúng ta có thể gom đủ cái lượng hàng mà chúng ta cần cầm. Đó thì những cái vùng gom đó là vùng 9, vùng 9.2, những cái vùng ở đây vùng 8.7 và vùng 8.5, đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ gom cổ phiếu này rất đẹp. Những cái mã nào mà chúng ta nói kỹ ấy, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng, đó là những mã mà Hùng đã rất là tâm đắc để phân tích, để đưa ra những cái góc nhìn cho các anh chị. Rồi chúng ta đi phân tích nhóm ngành xây lắp, gồm có mã cổ phiếu Novaland, em Novaland. Rồi đó, trong tuần các anh chị nhìn thấy đây, một phiên chọc trời và về đúng target 70, sau đó thì đổ, và phiên đổ này thì sẽ đưa Novaland về lại cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 65. Cổ phiếu CTD trong tuần cũng rất là tuyệt vời, hoàn thành cái vùng giá mục tiêu mà Hùng đưa ra ở đây, đó là vùng 77.5 đến vùng 80. Và sau khi hoàn thành cái vùng này thì cổ phiếu sẽ chỉnh kỹ thuật. Và chúng ta đang kỳ vọng là CTD sẽ chỉnh kỹ thuật không gãy ở vùng 77.5 thì sẽ có những cái điểm khuyến nghị mua tiếp theo ở đây. Ở trong thời điểm hiện tại, CTD chúng ta có một điểm bắt đáy ở đây. Đó, và điểm bắt đáy này thì đã khuyến nghị bán một phần ở vùng giá 67. Sau đó cổ phiếu không, cái phần gốc còn lại thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn neo lại đến vùng 8x, và đến thời điểm này thì có thể nói là CTD chúng ta phân tích thành công và không bị lộ. Đó. Đó, những anh chị bắt ở bên này là bị sai này, nhưng mà về đến đây Hùng đã giúp các anh chị sửa sai ở một cái điểm này rất là tuyệt vời. Và trên góc độ trung và dài hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng Cotecom sẽ đánh vượt thoát vùng 8x. Và khi Cotecom vừa thoát vùng 8x thì đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ nâng target của Cotecom lên ở vùng 90, và đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục cân thêm hàng, bổ sung thêm máu cho cổ phiếu này. HTN hiện tại đang xây ở vùng 45, và khi về đến 45 thì cổ phiếu đổ và đang có những cái tín hiệu cầu bắt trở lại. Với hai phiên tăng kịch trần, và với hai phiên tăng kịch trần này thì sẽ đưa cổ phiếu về lại vùng kháng cự 45, và chúng ta sẽ quan sát lại ở cái vùng này. Bộ đôi HDG và HDC. HDC. Thì đối với HDC ở thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây cái target ở khoảng vùng 39 đến vùng 4x, 39 đến vùng 4x, và cổ phiếu bắt đầu có hiện tượng nó hiện tượng đánh hình chữ U. À nhầm, hình hình sin. Đó thì hình sin, thì một cái điều hình sin nó cũng sẽ rất là dễ hiểu, bởi vì đây là một cái vùng kháng cự mạnh và một cái target mà chúng ta phân tích cổ phiếu gần đạt được. Đó thì về đến đây gần chạm đó, về hỗ trợ thì trong bản tin tuần 134 thì cũng đã đưa cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó từ đây thì cổ phiếu sẽ bật lên, nó bật lên mắc được ở khoảng vùng 39, 39 đúng không? Khoảng vùng 39 đó. Sau đó cổ phiếu đã chỉnh giảm lại, thì những cái điểm chỉnh giảm lại này thì các anh chị quan sát ở vùng 35, vùng này không gãy đó, và lực cầu tiếp tục quay trở lại thì chúng ta lại có tiếp một cái nhịp hồi ở đây đó, thì nó sẽ đi như vậy cho đến hết cái chu trình này đó. Đây gọi là dao động sóng đó, nếu mà các anh chị học về vật lý đúng không ạ, cùng học về, 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 về 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 kỹ thuật mà nó dân xây dựng, nên là ngày xưa học lý thì cũng không ấy lắm, nhưng mà đây đang là những dao động sóng, và sau những cái dao động sóng đó nó sẽ tắt dần đó, nó sẽ tắt dần và nó sẽ tắt dần, nó sẽ, và sau cái dao động tắt dần đó thì nó sẽ có một cái xu hướng mới. Nôm na nó là như vậy. HDG rồi, HDG tuyệt vời quá không các anh chị, đó xây lên 40 đây này. HDG là có thêm một cái điểm mua ở trong tuần vừa qua. Đó. Khi mà cổ phiếu này đạt cái target 35 trên 35 và sau đó thì chuẩn bị tiền này, mua tăng tỷ trọng để nâng target lên vùng 39 đến vùng 40. Đó là đến cái ngày 21 tháng 12 là chính thức đã phân tích để nâng cái target của HDG lên 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 vùng đó. Đó, và sau đó thì chính thức xác nhận ý đồ này ngày 28. Ngày 28 tiếp tục cân à? Sao mày máu thế nhỉ? Tiếp tục cân. Hạn mức bất thường ngày 28 để nâng target của HDG lên vùng 40.
thì cũng nhiều quá nên là cũng không thể nhớ được. Và nôm na cái câu chuyện là chúng ta đang xây target của Hà Đô lên vùng 4x, và Hà Đô cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp. Cho đến thời điểm hiện tại thì Hà Đô cũng gần như là một siêu cổ phiếu, một siêu cổ phiếu. Và vì sao nó lại thành siêu cổ phiếu thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin mà phân tích cùng ở những cái giai đoạn ở đây. Đó, khi phân tích một sóng lên của Hà Đô, khi đó thì Hà Đô có thêm cái mảng năng lượng đó, và chúng ta có phân tích những cái kết quả kinh doanh của Hà Đô rất là đẹp. Rồi, cổ phiếu HBC cũng đang rất là nóng. HBC cũng đang rất là nóng. Và cổ phiếu này cũng đã hoàn thành, chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta 17 trên 17. Các cái điểm cân hạn mức bất thường qua từng thời kỳ thì đến thời điểm này là chúng ta đã lãi và phải nói rất là thành công. Và gần như HBC thì chưa bị mất cổ phiếu. Đó, các anh chị cầm từ dưới này lên và qua những cái target vùng phân tích thì gần gần như là chưa bị mất. Và đến thời điểm hiện tại thì em này em ấy đang chỉnh kỹ thuật, ok, cho em ấy chỉnh không có vấn đề gì cả. Những cái điểm chỉnh kỹ thuật này khá là đẹp. Và mở phiên ngày thứ sáu này là phiên ngày thứ năm nó cũng có một cây rút chân như này là ổn đấy. Thì chúng ta kỳ vọng là em này tiếp tục đánh về vùng 17. Đó. Còn cái câu chuyện là nó thoát vùng 17 hay không thì để chúng ta nâng cái target lên vùng 20. Đấy, vùng 20 đang để sẵn ở đây rồi. Thì cổ phiếu này cần thời gian để nó tích lũy lại thêm phần này. Ai bán thì sẽ bán, ai cầm thì sẽ cầm, và lượng tiền mới của Tạo Lập sẽ kéo cổ phiếu này thoát vùng 17, thì đấy là cái dấu hiệu là chúng ta sẽ tiếp tục cân thêm cổ phiếu HBC và đưa gọi là hạn mức bất thường. Đấy, bây giờ là cộng đồng nhà đầu tư cũng bắt đầu hỏi Hùng Lê ở ở comment là có cân hạn mức bất thường hay không này. Đấy, bắt đầu là biết rồi đấy. Đó. Bắt đầu thế là hiểu thế nào. Có một bạn nào hỏi KDH thì tí nữa chúng ta sẽ nói. Là đã bắt đầu tiếp cận được cái luồng tư tưởng rồi, đúng không? Đó là chúng ta chọn những cái mã cổ phiếu tốt và chúng ta phân tích một sóng lên. Trong cái sóng lên đó thì chúng ta sẽ cứ thế rồi chúng ta gom thêm cổ phiếu nếu như cổ phiếu không bị gãy. Cổ phiếu VCS đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang để target ở vùng ở đây là xây bao nhiêu đây các anh chị? Vùng 90 nhá, 90 trên 90 hoàn thành rồi. Và sau khi hoàn thành rồi thì đây trả cung đẹp quá. Vùng 86.5 sẽ là những cái điểm trả cung của em này, và vùng này không gãy thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh đánh tiếp. VCS nhịp này đang đẹp. Nhịp này đang đẹp và khả năng cao đó là sẽ đánh tiếp. Và chúng ta sẽ nâng cái target của em này lên vùng 95. Đó. Được. Ổn. Rồi, tiếp theo là mã cổ phiếu Đạt Phương DPG. Đạt Phương sau khi mà vượt thoát vùng 29.4 đến vùng 30 thì chúng ta đã nâng cái target của Đạt Phương lên vùng 34 đến vùng 35. Phiên ngày thứ tư và ngày thứ năm đánh hơi chuối một tí nhưng mà vẫn giữ được ở trên vùng 32, một lực cầu thấp, thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng Đạt Phương sẽ tiếp tục đánh. Và em này khi em đánh thì cũng sẽ có những cái đường sóng đi tương đối là ổn định và tương đối là dài, và chúng ta cũng sẽ dành những cái kỳ vọng cho Đạt Phương trong những tuần giao dịch sắp tới. Cổ phiếu CRE CRE chia cổ tức các anh chị nhé, nên là những cái vùng giá phân tích bản tin tuần trước ở vùng mục tiêu 36, vùng lưng chừng hỗ trợ vùng 34 và vùng biên hỗ trợ dưới ở vùng 31.7 đến vùng 32 thì bây giờ nó sẽ nằm xuống đây. Nên là các anh chị lưu ý là những mã mà chúng ta chia cổ tức là chúng ta sẽ phải hạ cái vùng mục tiêu xuống. Ví dụ như là target của nó ở vùng 36 thì bây giờ nó chỉ còn vùng 30 thôi. Và vì sao nó lại xuống 30 thì các anh chị có thể tìm hiểu lại cái cách công thức tính toán. Rồi, và cái mục vùng giá mục tiêu của em ý 30 đang có những cái điểm test kỹ thuật lại đây. Vùng 28.3 đến vùng 28 không gãy. Thì xu hướng là sẽ kéo lại đây, và hiện tại thì CRE cũng đã là một cái mã cổ phiếu rất là thành công của team. Và đang có những cái nhịp test lại cung cầu đây, thì các anh chị chúng sẽ quan sát thêm cái vùng 28 để chúng ta có thêm định lượng. Cổ phiếu EVG là một mã cổ phiếu mới khuyến nghị đầu tư cho các anh chị, đúng không ạ? Và cũng có nói là chúng ta chấp một đoạn, tức là chúng ta đi sau một đoạn so với cái đoạn này, thì đoạn này thường sẽ gọi là đoạn đầu. Đoạn đầu của cổ phiếu, chúng ta sẽ chấp cái đoạn đầu này đi và chúng ta bắt đầu tính toán, bắt đầu ở đoạn này là bắt đầu khuyến nghị mua. Đó, và chúng ta đang đi ăn khúc giữa của con cá đó, và khúc giữa thì chúng ta xây lên vùng 8 rồi.
Về vùng 8 nó chỉnh kỹ thuật ở đây rất đẹp ở vùng 7.5 không gãy, lực cầu tiếp tục ổn định. Đây là những cái phiên mà cầu vào rất là ổn định để đưa em này về với target tiếp theo ở vùng 10. Về đến vùng 10 rồi thì có đi được tiếp hay không thì lại tiếp tục xem các bản tin tiếp theo của vùng Lê. C2 rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sau những điểm mua hết và có một điểm mua hạn mức bất thường, khi cổ phiếu đạt target 20 và nó có điểm chỉnh kỹ thuật 19.5 không gãy, hạn mức bất thường này sẽ đưa cổ phiếu về vùng 23 cộng đến vùng 24, và hiện tại thì đang trên đường đường đi. Và trên đường đi đó thì đang có một cái điểm nghỉ ở đây, do nó kéo nhanh quá nên nó phải nghỉ lại thôi, vùng 21 đến vùng 21.5. Mã cổ phiếu KDH, một bạn có hỏi là đã mua hạn mức bất thường cho anh thì bây giờ là cũng có thể cân nhắc được rồi. Tuy nhiên thời điểm hiện tại là điểm này thì Hùng chưa có happy lắm, bởi vì cái lực cầu nó đang hơi thấp, nó phải có một phiên đánh ở đây nó tưng bừng thêm một tí nữa. Nhưng cổ phiếu này vượt thoát được vùng 29 là tốt, và như vậy thì sau khi mà chúng ta xây bắt đầu từ vùng 26, vùng 26.5 khuyến nghị mua cho target 29 thì đến thời điểm hiện tại là target 29 đạt rồi. Và trên cái đường đó thì cổ phiếu có một cái điểm nghỉ ở đây, đó là điểm nghỉ ở vùng 27.5. Như vậy chính xác là bây giờ có thể xác nhận rằng cái điểm nghỉ này cũng là điểm nghỉ rất là thành công để đưa cổ phiếu về dự kiến cho target tiếp theo ở khoảng vùng 31. Cổ phiếu DRH cũng là một mã cổ phiếu được cùng nói rất nhiều và nhấn mạnh. Đây là một cái mã cổ phiếu nó đã đi vào một cái uptrend trung hạn. Còn về cơ bản thì Hùng cũng không có nghiên cứu kỹ. Và đặc tính của DRH là cái tính đầu cơ nó cực kỳ cao, tức là lúc đánh là nó sẽ đánh dựng đứng thôi nhá, nó không đánh kiểu là tà đâu đó. Và các anh chị thấy nhìn đi của đường đi của nó đây, và cổ đông của chúng ta thì cũng đã lên thuyền rồi. Thời điểm hiện tại là chúng ta xây target ở 11 thì trong tuần là gần đạt 11, và sau đó thì có những cái điểm bị bật trở lại đó, bật trở lại thì những cái điểm bật trở lại đây nó cũng sẽ là hợp lý ở khoảng vùng 9.7, lấy đà cho target đánh vượt vùng 11 và đi về vùng 12. Đó, đi đến đâu ta xây đến đấy, không có sao cả. Cổ phiếu C32 này cũng khuyến nghị đầu tư này. Đó, anh chị nhìn thấy cái vùng hỗ trợ này, đấy, bắt ở vùng hỗ trợ có đẹp không ạ? Vùng hỗ trợ 23 đến 24, đó, cho target vùng 26, cuối tuần thì nó đánh bật phát lên đến vùng 27. Ở C32 sẽ có những điểm trả cung lại vùng 26.5, không gãy thì chúng ta xem có nâng được target hay không. Khả năng là nâng được đấy, C32 đánh đoạn này là cũng cũng máu lửa rồi. Không cẩn thận là em này đánh về vùng 30 đấy, thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Những anh chị mà đã cầm mua nắm C32 thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái tín hiệu cầu đây, để chúng ta có hay không thì chúng ta mua thêm. Cổ phiếu sell đấy, cứ chê sell vào, bây giờ nó đã được target 13 từ 8 đánh lên vùng 13, và thậm chí là cũng có nói đến với các anh chị đây này là cái vùng vùng 6.5 đến vùng 7 này, các anh chị gom và chúng ta đánh sell thì chúng ta chấp nhận cầm dài. Cầm dài một tí, Phú Quốc nó đang đô thị hóa như thế mà sao không lên, nó nghe nó buồn cười. Rồi, target vùng 13 đạt được và trên ý đồ tạo lập vùng 12 không gãy thì sao sẽ tiếp tục kéo, và kéo đi về đâu thì cũng sẽ chờ những cái tín hiệu đánh vượt thoát vùng 12, nhưng có thể là mắc ở trong nhịp này có thể đi lên được đến vùng 14 đến vùng 15. Vùng 12 không gãy thì sao sẽ còn một nhịp kéo nữa, nên là cổ đông của sale chúng ta sẽ cầm, tiếp tục cầm. LGL làm chơi ăn thật đúng không các anh chị? Đó, làm chơi ăn thật. Và vì sao lại làm chơi ăn thật đây? Đó, cái nhịp này là không có khuyến nghị này, nhưng mà cái nhịp này là dò cho các anh chị tận 2 tuần để dò cái điểm mua cho các anh chị ở vùng 4.6 đến 4.8 này. Xây lên target 6 này, xong nó xây lên target 7 này. Bây giờ đã đạt target 7 thì nó sẽ chỉnh kỹ thuật. Những cái điểm chỉnh kỹ thuật lấp gáp này, xu hướng mà lấp đẹp á, là ông phải lấp về đến hết vùng 6.3. Rồi sau đó ông sẽ kéo đi như này thì sẽ rất là bền. Đó. Và chúng ta sẽ quan sát thêm những cái nhịp mà nó sẽ lấp lại gáp ở vùng 6.3 đến vùng 6.5 ổn định thì sẽ nâng cái target của em này lên khoảng vùng 8. Đó, làm chơi ăn thật là như vậy đó. Và chúng ta sẽ tính toán được nếu như chúng ta mua ở cái vùng 4.8 đi, hoặc là vùng 5 đi, cho là vùng 5. Là vùng giá vốn của chúng ta, mà chúng ta đi cổ phiếu đi được về 8 là 3 trên 5 thì chúng ta tự tính ra cái lãi suất nó là bao nhiêu. Đó, làm cho ăn thật nó là vậy. Cổ phiếu đất xanh DG.
DXG. Rồi anh chị, đất xanh đã chính thức là có thêm một cái điểm hạn mức bất thường mua để nâng cái target của em này lên vùng 17. Về vùng 17 và sau một phiên đánh dẫn thì em này đang có hai phiên test cung như thế này là đẹp. Và các điểm test cung sâu có thể cho phép em này test về đến tận vùng 15.5 và sau đó từ vùng này thì sẽ có một cái điểm hồi phục kéo đây, và kỳ vọng thì đất xanh sẽ tiếp tục kéo. Cổ phiếu LDG, nhiều anh chị là hoảng loạn khi mà LDG bị cắt margin ở SSI, nhưng mà câu chuyện đấy nó chỉ là cái câu chuyện Hùng chia sẻ rất thật, là tất cả những cái thông tin báo mạng thì Hùng có đọc, và nói chung là ít khi đọc, nhưng chủ đạo là sẽ đọc về cái nội tại của doanh nghiệp nó hơn là những cái câu chuyện là báo viết, bởi vì báo là thuê mà. Đó, các anh chị thích Hùng thích viết một bài PR về Hùng Lê là thế này thế kia, ok, bỏ ra 50 triệu thì có bài hay vừa, bỏ ra 100 triệu thì có bài hay tuyệt hay. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy. Báo chí thì chúng ta cũng sẽ tiếp cận ở một góc độ nó là tương đối, tương đối anh chị nha. Còn về góc độ kỹ thuật, LDG đến thời điểm hiện tại cũng vẫn đánh giá rằng cái vùng 7.5 là vùng hỗ trợ khá là ok. Còn nếu mà sâu hơn một tí nữa thì ở khoảng vùng 7 đến vùng 7.2, đây là những cái vùng mà dự kiến LDG sẽ có một cái trận đánh dài. Đó, nên là chúng ta cứ trung thành thôi, chúng ta cứ bình tĩnh. Cổ phiếu DG cũng là một mã cổ phiếu mà chúng ta đi xây mãi mà chưa hết target, đúng không ạ? Và cái target cuối cùng của chúng ta đang để đây là vùng 27, vùng 28. Trong tuần vừa qua thì cũng có thêm những cái đánh giá ở trên room không chat rồi. Đó là nhìn về mặt ý đồ tạo lập thì khả năng DG sẽ tiếp tục kéo, và cái lực kéo này thì sẽ đưa cổ phiếu về khoảng vùng 3x, thì chúng ta sẽ chờ cái target này. Cổ phiếu FCN, đó, FCN chúng ta cũng nói cho rất là nhiều, nói đi nói lại vì sao nó lại tăng được, rồi nó có những cái dư địa, nó có những cái thuận lợi gì trong cái câu chuyện về đầu tư công, vân vân và vân vân. Đó, kể cả là những cái dự án về về tàu ngầm á, tàu điện ngầm đấy, những cái đoạn ngầm là toàn kỹ sư công nghệ của Fecom phải nói chung là vào vào việc, nói chung là như vậy. Và trong tuần thì em này đã hoàn thành cái vùng 13.5 đến vùng 14. Sau khi hoàn thành xong á, thì cổ phiếu thường nó sẽ có xu hướng là nó sẽ trả lại cung, và cái xu hướng đẹp mà ông này ông ấy test lại đẹp ở vùng 13. 13 không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì kỳ vọng là Fecom sẽ tiếp tục kéo, và những cái điểm kéo này sẽ đưa em này về khoảng vùng 16 nha, đẹp đấy, về đến 16 là cũng tương đối đấy. Khoảng vùng 16 thì các anh chị nhá, các anh chị phải lưu ý này, Hùng nói lại này, không tránh trường hợp là một số anh chị không hiểu. Fecom sẽ phải test lại cung ở vùng 13, và vùng này chúng ta phải xem cung cầu ở đây ổn định và những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây không phá, thì khi đó cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh vượt về vùng 14. Thoát 14 chúng ta sẽ xây lên vùng 16.5, 15.5 đến vùng 16 ở đây. Còn về đến đây nó gãy bộp 4, 13 thì còn đâu nó đi được nữa, đúng không ạ? Nên là anh chị bị nghe cho nó liền mạch những cái ý mà Hùng muốn truyền tải ở trong những cái phân tích kỹ thuật của cổ phiếu. IDC chúng ta phân tích ở kỳ vọng là target 4x thì đã đạt được ở đâu đó ở đây. Anh chị xem lại, và sau đó cổ phiếu chỉnh lại, thì bây giờ chúng ta sẽ dò lại vùng hỗ trợ 40 35. Trên cái trang kỹ thuật thì dòng tiền cắm đầu đi xuống như thế này thì cổ phiếu không bật được đâu, nó chỉ có đi ngang thôi, đi ngang và tích lũy, kỳ vọng không gãy vùng 35. Nếu gãy 35 thì bán, không gãy 35 tiếp tục cầm, để chờ một cái ngày đẹp trời cái dòng tiền này nó đảo pha một cái thì khi đó lại lại ngon, chúng ta lại bắt vào. Cổ phiếu LCG cũng là một cái mã cổ phiếu rất là thành công, và trong tuần thì chính thức là cổ phiếu này hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 15 trên 15. Rồi sau đó thì đang có những cái điểm test cung, và những điểm test này các anh chị quan sát trong vùng 14.4 không gãy chúng ta tiếp tục cầm cho target cao hơn của nó ở vùng khoảng vùng 17 đến vùng 18. Nếu mà gãy vùng 14.4 thì chúng ta có thể hạ bớt thị trọng, bởi vì khi đó thì cổ phiếu sẽ có xu hướng tích lũy ở những cái vùng thấp hơn đó, và khi tích lũy ở những cái vùng thấp hơn đó thì chúng ta sẽ mua lại cái phần mà chúng ta đã bán ở thế này đó, chúng ta sẽ mua lại. Còn nếu mà những cái điểm chỉnh kỹ thuật mà không gãy chúng ta cầm. Cổ phiếu C4G đó, bây giờ chúng ta nhắc lại câu chuyện về C4G thì C4G chúng ta ăn được một nhịp ở bên này rồi đó,
và sau đó thì chúng ta bỏ qua đi. Và cái giai đoạn mà C4G hồi phục ở đây thì lúc đó thì nhóm ngành dầu khí, xin lỗi, nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành banh đẹp quá nên là chúng ta lại suýt soát sang bên nhóm banh. Và thời điểm hiện tại thì C4G bắt đầu từ cái điểm nhấn kỹ thuật của nó ở đây, đó là trong cái bản tin phân tích tuần á, tuần trước anh chị có thể không biết là Hùng có phân tích mã cổ phiếu C4G hay không, nhưng có nói đến cái vùng 10.6. Cái vùng 10.6 là cái vùng nó rất là hay, nó mang hội tụ nhiều các yếu tố kỹ thuật ở đây. Và tiếp theo bản tin tuần ở vùng này thì Hùng sẽ nói đến vùng 11.2, nó hội tụ rất nhiều các yếu tố kỹ thuật từ đây. Và các anh chị có thể mở mua mới C4G trong phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới cho một cái mục tiêu ngắn đầu tiên, có thể đánh một cái nhịp T cộng ở đây cũng khá là đẹp, dự khoảng vùng 13, vùng 3.5 là hoàn toàn khả thi. Rồi, nhóm ngành xây lắp chúng ta nói xong và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành P P P cũng sẽ là một cái nhóm ngành cần phải có mặt để giữ nhịp với thị trường. Và trong cái quan điểm về cái cách mà luân chuyển dòng tiền thì nhóm P cũng là một cái nhóm rất là quan trọng. Ở thời điểm ngắn hạn thì giá dầu đang chạm với vùng kháng cự tương đối mạnh, dầu đang chạm với vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 50 đô. Tuy nhiên giá dầu thì nó cũng không quá ảnh hưởng lớn đến nhóm P đó, nó cũng chỉ thêm mắm thêm muối thôi. Còn gas ở thời điểm hiện tại sẽ có những điểm test lại cung ở vùng 86. PLX đó, PLX chúng ta đang xây target cao nhất ở vùng 56 và dự kiến thì cổ phiếu này cần phải đạt được ở cái vùng này, sau đó thì chỉnh kỹ thuật. Thì ở đây là chúng ta cũng thấy rằng là bắt đầu lát nháp gần về target thì đang chỉnh ở đây. Thì những cái điểm chỉnh này chúng ta có thể cân ở vùng khoảng 54.3 không gãy thì cái xu hướng là cổ phiếu sẽ đánh tiếp. Bộ PVS là một mã cổ phiếu mà chúng ta có thể nói rằng đây, đó, target 18 trên 18. Khi mà chúng ta phân tích một cái sóng dài này, từ cái vùng này chúng ta vẽ cái hình mũi tên này, đấy là cái vùng giá mục tiêu mà cổ phiếu này cần đến, đó là sẽ đến ở vùng 18, và trên cái con đường đi đó thì nó sẽ vòng vo chứ nó không phải đi thẳng như này đó. Đã cứ kiên nhẫn để chúng ta đi phân tích. Rồi, và trong tuần thì PVS đã có một cây nến xanh dài đặc ở đây, đâm lên tận vùng 18, và với những cái điểm chỉnh về mặt kỹ gọi là điểm điểm đánh như này thì PVS sẽ lùi thủ thủ lại khoảng vùng 17.4 đó, thủ lại khoảng vùng 17.4 hoặc là sâu sâu ở đây khoảng vùng 17.3, và ba phiên thủ như thế này là đẹp rồi đó các anh chị, đẹp rồi. Và sẽ kéo mục tiêu của PVS chúng ta tiếp tục nâng lên ở trong bản tin tuần này, sẽ đánh về khoảng vùng 19 cộng đến vùng 20, nhưng mà dự lực đi của PVS hoàn toàn nhịp này có thể cán về cột mốc 2x đó. Rồi. PVD thì đó, đẹp chưa anh chị? Rồi, trong tuần của chúng ta cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 15.5. Và PVD thì cũng đã khuyến nghị trong team của Lê mua thêm rồi. PVD mua thêm được, đẹp lắm, đẹp rồi, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Đẹp như này mà không mua thì mua cổ phiếu nào các anh chị? P rất đẹp. Và bản thân ở trong cái bản tin tuần đó, thì cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị rồi, đó là P sẽ phải là một cái mã cổ phiếu mà vào sẽ phải thế chân. Đó, nó phải thế chân, banh chứng khoán nghỉ thì P phải vào. Đó, tạo lập họ làm nhịp nhàng lắm. Rồi, và với cái sự nhịp nhàng này thì chúng ta sẽ nâng target của P lên vùng 17.5 PVD vùng 7.5 đến vùng 18. Rồi, mã cổ phiếu PVT cũng là một cái mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại. Đó, anh chị nhìn thấy đây. Khi mà cổ phiếu đánh tụt xuống một phát là nhiều người cuống cuồng lên, nhưng mà cuống cuồng làm cái gì? 12.5, 12.8 của chúng ta đang ở đây, đúng không ạ? Không phải đến bây giờ nhé, không phải đến bây giờ cổ phiếu PVT đánh vượt vùng 14 thì mới nói cái này. Nói cái này nhiều rồi, nói từ những bản tin tuần trước này rồi, các anh chị có xem lại trên YouTube đi. Đó, đó, chúng ta quan điểm như thế. Và đẹp, sau một phiên đánh ao vùng 13.5 là mọi người chờ đón cái cây nến này rất lâu. Đó, chính là cái hình hùng mô phỏng đây, chờ đợi phải mất 3 tuần để có một cây nến xanh này. Đánh bật ao như thế này rồi và phiên kết tuần ở vùng 14 hoàn toàn khả thi cho vùng 14.5 đến vùng 15 trong nhịp đánh này của PVT. Bộ 3 mã cổ phiếu top sau đã khuyến nghị đầu tư, đã phân tích
gọi là tận từng cm cho các anh chị đó, mà các anh chị không chiến đấu được nữa thì cũng chịu oi đúng không ạ, oi sau một cái nhịp đánh lên ở đây đó, và chúng ta tìm thấy một cái vùng trả cung này. Bản thân là đó, hai cái phiên này thì chúng ta đừng có mua. Đây vùng trả cung này đẹp không anh chị, 9.8 đến vùng 10. Và sau đó thì cái phiên 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 tiếp theo mà trong cái bản tin tuần Hùng có phân tích ở vùng một trạm bản bản tin tuần trước đó, thì chính thức Hùng đã nói rồi, chính thức là oi đã xác nhận là lấp xong gáp đó, và lấp xong gáp rồi thì đấy từ đây oi lại đi. Và mục tiêu của oi chúng ta đã xây rồi, đó là vùng 13, không có gì thay đổi. Cổ phiếu BSR, ok. BSR mọi người cũng bảo là xấu anh ạ, nhưng mà Hùng thì chưa nhìn thấy cái gì xấu cả. Bởi vì sao? Bởi vì về mặt lý thuyết á, là khi chạm 10 á, thì BSR sẽ phải đổ lại. Đó. Đổ lại, đây là những cái phiên nó kéo hơi thái quá thôi, thì nó đổ lại thôi, chứ còn nếu đúng về lý thuyết là nó phải đổ từ dưới này rồi cơ. Thì những cái điểm đổ đó sẽ đưa cái gọi là đổ kỹ thuật, nó đổ đổ đẹp á, nó khoảng vùng 9.7 nó hợp lý. Đó, 9.7 tức là đổ để còn đi tiếp, chứ còn đổ mà đổ hẳn á thì nó lại lại là một cái câu chuyện khác, nhưng mà đổ để đi tiếp đó là vùng 9.7. Và từ vùng này thì Hùng lại kỳ vọng tiếp tục em ấy sẽ tích lũy và giúp sẽ lấp lại cái gap ở đây, gap 10.5, gap 10.5 này nó tạo ra rồi thì nó cần cần phải lấp lại. Rồi lấp xong cái gap 10.5 ở đây đó, thì căn cứ cái tình hình thực tế ở đây để chúng ta sẽ đưa target của em này về vùng 12. Cổ phiếu BSR rồi, cổ phiếu gì nữa nhỉ? Cổ phiếu POVK. POVK là bây giờ các cổ đông cũng đang nắm, gọi là nắm ra như đỉa đói, chưa bị rụng nhát nào. Bởi vì sao? Bởi vì qua những cái phân tích đó của Hùng ở đây, nó vùng 12 rồi. Rồi xong đó vùng 13, và vùng 12 là có mở mua thêm POVK đấy, search lại cho anh chị. Đây nó như là đó, nó sẽ 13 đấy này, ví dụ ngày 28 nhá, cũng đã có phân tích này. Đó, trả cung lại này, đi vào nhịp trả cung ở khoảng vùng 12.5 đến vùng 13 không gãy này, sẽ có những cái định lượng tiếp theo này. Mở hạn mức bất thường này, ngày 23 tháng 12 này. Đó, ngày 18 tháng 12 cơ, ngày 18 tháng 12 là mở hạn mức bất thường để nâng target của cổ phiếu này lên 13 cộng này. Cầu hôm nay tiếp tục đánh này, thoát vùng 13 thành công thì tiếp tục sẽ cấp thêm hạn mức bất thường. Đó. Đấy thì đấy, tức là từ những cái thời điểm mà ngày 20 đấy, ngày 18 tháng 12 là chính thức là đã nâng cái target của em này lên vùng 10 10 10 13 rồi. Đó, vừa thoát vùng 13 thì lại có hạn mức bất thường ở đây, và đây là những điểm test cung đẹp vô cùng. Đấy, vùng 13.2 này mua mua lấy mua để lấy được, để chúng ta nâng cái target của em này lên vùng 14.5 được, ổn. Trong nhóm P thì có mấy cái mã cổ phiếu, ví dụ như PGD à, PGS, những cái mã cổ phiếu này thì nó gọi là mang tính chất vừa bèo vừa tép. Nhưng mà cũng ổn đó, đủ cà phê cà pháo anh chị nhé. Và mục tiêu của em này đây đang chỉnh test kỹ thuật ở đây, sẽ đánh lên khoảng vùng 22 đó, thậm chí là nhịp này có thể lên đánh lên vùng 25, mà chúng ta khuyến nghị phân tích mua ở cái vùng thấp thấp ở dưới này mà lên đến tận 25 thế là đủ uống cà phê rồi. Trong nhóm này có một em pet nữa, em pet này thì đánh hơi nháo, nó thiên về cái chiều hướng đầu cơ. Thì pet thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn đang để ở một cái biên chạy của nó, đó là vùng 15 đến vùng 18 các anh chị nhé. Và với tín hiệu thế này thì cũng khả năng là sẽ có một nhịp hồi ở đây. Tín hiệu mát được, hồi được. À, thêm một mã cổ phiếu PXS nữa. PXS đang cái cổ phiếu này đang hay một tí. Thì đang hay một tí thì chúng ta sẽ nhìn ở đây, mặc dù là chúng ta không bắt được ở cái vùng thấp, tuy nhiên có những mã cổ phiếu nó sẽ tăng trong vòng 3 tháng. Chúng ta chấp luôn cái đoạn đầu, chúng ta chấp cái đoạn đầu, chúng ta không thèm thèm đánh đó, nói thế nó hơi điêu, không bắt được thì nói là không bắt được, cứ bảo không thèm đánh. Nhưng không sao cả, đối với cổ phiếu PXS ở vùng 6.8 đến vùng 7, 6.8 đến vùng 7.5 ở đây anh chị ạ, chúng ta sẽ quan sát kỹ vùng này đúng không? Ông đang mường tượng rằng ở cái vùng này thì cổ phiếu sẽ có một cái điểm đánh dài từ đây,
sẽ có một cái điểm đánh dài từ đây. Vậy thì từ cái điểm đánh dài này thì chúng ta bắt đầu chúng ta gom vị thế dần đó, để chúng ta thăm dò dần cái vùng mua đó. Thì vùng mua chúng đã đưa cho anh chị đây đó, còn chúng ta có thể mua vùng 6.8, vùng 7, nói chung là chúng ta chia ra và đang kỳ vọng nhé, đang kỳ vọng là cổ phiếu PXS sẽ đánh dài đó. Rồi chúng ta ăn đoạn giữa, đoạn đầu chúng ta không ăn được, đoạn đầu này chúng ta không ăn được, giống như con EVG đó. Rồi chúng ta đi phân tích nhóm banh. Đầu tiên sẽ là Vietcombank. Ở Vietcombank thời điểm hiện tại target mark ở vùng 100, không có gì thay đổi cả, và hỗ trợ ngắn ở em này ở đây đó là vùng 97, xu hướng sẽ đi ở trong cái vùng này. Cổ phiếu ACB. ACB thì tuần trước đánh hơi xấu nhưng tuần này thì cơ bản ổn định trở lại ở vùng 27.5 đến vùng 28, đây là vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Gãy cái vùng này, vọng gãy 27.5 thì bán. Còn mục tiêu của em này thì vẫn còn duy nhất một cái nhịp đánh ở đây, đó là có thể đánh mắc được về khoảng vùng 29 đến vùng 30. Vietcombank, ACB, BIDV, Công Thương, BID. BIDV, lực đánh của em BID này vẫn đang tương đối khá là ổn định, khá là khỏe cho một cái mục tiêu của nó ở vùng 49 đến vùng 50. Các cổ đông mà đang nắm giữ BID thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm thôi. CTG đến thời điểm hiện tại sau cái target mà chúng ta xây ở đây dự kiến được ở khoảng vùng 36-36.5, vùng hỗ trợ Công Thương ở đây vùng 33.5. Thì đây cũng là một, về xét về mặt lý thuyết thì đây cũng là một vùng kháng cự khá là dài của Công Thương rồi. Vì sao lại kháng cự dài? Bởi vì Công Thương cũng đã đi được một cái trận đánh từ vùng 18 và sau đó thì chúng ta đang phân tích một sóng lên ở đây các anh chị đó. Công Thương chúng ta phân tích một cái sóng lên đó, và sóng lên đến tận vùng 36 thì nếu đúng từ vùng 18 đến vùng 36 thì cũng đã gần 100%. Chính vì vậy nên là cái vùng này là đang có xu hướng là đi ngang. Thì cái câu chuyện là đi ngang thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm đó, không gãy vùng 33.5 đến vùng 34 thì chúng ta tiếp tục cầm. Còn nếu mà gãy cái vùng này thì hết sóng và chúng ta sẽ bán, bán để chúng ta chốt bạc toàn lợi nhuận. Cổ phiếu MBB, nhóm banh cũng đã có một năm tăng cực kỳ thành công rồi đó các anh chị, nên là đến thời điểm hiện tại là banh cũng không còn nhiều dư địa nữa đâu. Rồi MBB thì cũng như vậy, các anh chị nhìn thấy đây, hai tuần vừa qua MBB đi ngang ở vùng 23 đến vùng 22-227 đến vùng 23 đây, không vừa thoát được. Và với cái thời điểm hiện tại thì đây nó cũng đang như có một cái dấu hiệu phân phối, thì có thể là nó sẽ phân phối dài đó. Thì cái câu chuyện là MBB vẫn đi ngang được ở đây bởi vì chúng ta mua được ở những cái vùng giá thấp thì lên đến đây chúng ta neo thoải mái. Khi mà cổ phiếu bị gãy kỹ thuật thì khi đó chúng ta mới bán, còn nếu mà chưa bị gãy kỹ thuật thì chúng ta neo thoải mái. Câu chuyện nó là như vậy bởi vì chúng ta có những điểm mua rất là thấp đó. Khi mà chúng ta phân tích Techcombank thì trong phiên ngày thứ năm chính thức mở hạn mức bất thường để nâng target của Techcombank lên vùng 32 cộng đó. Nhưng mà nó sau đó khi mà khuyến nghị mua thì cổ phiếu này mới chớm ở khoảng vùng 30.2 đến vùng 30 đây, Techcombank 30.1, 30.2 gì đó đó. Ngày 31 đó, à đây đó, thì khi đó là đang hình thành vùng kháng cự tiếp tục lấp lại này, tức là cái phiên ngày 31 thì Hùng dự báo là chắc chắn là Tech sẽ lấp lại cái gap ở vùng 30.5, cấp hạn mức bất thường ở vùng 30, quanh vùng 30, và khi đó thì là Tech đang giao dịch ở khoảng vùng 30 đến vùng 30.2 và kết phiên thì kéo lên vùng 31.5 rất là đẹp đó. Câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Các cái điểm mua rất là quan trọng các anh chị nhé. Cũng một cổ phiếu nhưng có người sẽ bị lỗ và cũng cổ phiếu đó sẽ có người sẽ có lời, vì đơn giản là cái điểm mua. Ví dụ những anh chị nào mà mua vùng 28 này này là đang lỗ rồi này, đúng không ạ? Bởi vì trong một cái target mà chúng ta đang đi xây, tại sao chúng ta phải mua kháng cự? Chắc chắn là những anh chị em mà team Mùng Lê chả bao giờ mua rồi đấy đó. Nhưng mà chúng ta sẽ chọn những cái vùng 24.5 đó, ví dụ đổ về đây chúng ta mua, hoặc bây giờ đây đó, có chăng thì sang phiên tuần tới chúng ta có thể mua lướt lát đấy, từ vùng 26.2, 26.3 đây chúng ta mua thì em này em sẽ có tiếp một cái nhịp hồi phục
về mặt kỹ thuật ở đây, đánh lên lại cái vùng 28. Tiền phong bệnh rồi, HD Bank và VB Bank. HD Bank đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên góc độ đó là cái target mắc ở vùng 24. Một tuần HD Bank cũng đang đi ngang siết chặt như thế này thì nó cũng không rõ ý đồ lắm. Dòng tiền mập mô, tín hiệu mác thì đang cắm như thế này thì nó cũng chủ đạo là nó thiên về cái kịch bản tích lũy đi ngang. Thì chúng ta lại có cái vùng đây 23.3, không gãy thì cứ thế chúng ta cầm. Đó. Đây này. 23.3. Đó, cái vùng này mà không gãy thì cứ thế chúng ta cầm, còn gãy thì chúng ta bán. Ở VPBank cũng như vậy, target mà chúng ta đang xây ở 33 và chưa nâng target. Đó, câu chuyện là khi cổ phiếu nào có những cái tín hiệu kỹ thuật mà ổn trong tuần vừa rồi là nâng mỗi tích. Thì em này em mới chạm hỗ trợ thì em mới lại bật lên rồi thì lại chạm kháng cự 30 thì chúng ta sẽ xem ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. VPBank còn có một lực đánh nữa không? Khả năng vẫn còn, lực đi của VPBank là còn. Nhìn ý đồ đánh như thế này là còn. Thì chúng sẽ chờ ở đây để xem là có một cái hạn mức bất thường để cấp cho VPBank ở đây hay không. Đó, chúng ta hãy chờ. VPBank lực đánh đang tốt các anh chị nha. SHB và STB. SHB thời điểm hiện tại sau khi mà em mới đạt target 18 trên 18 thì lại đổ về vùng hỗ trợ 16.6 đến vùng 17 và xu hướng cao thì lại 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 test lại cung ở cái vùng này. STB thời điểm hiện tại là chúng ta cũng đang xây target 17 trên 17, hỗ trợ ngắn của em này ở vùng 16.5. Cổ phiếu Liên Việt Postbank và VIB. Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank ở thời điểm hiện tại đây là chúng ta đang xây dựng một cái nhịp hồi ở đây. Target của Liên Việt Postbank 13 trên 13 đã hoàn thành và hiện tại vùng 12 và biên của nó là đang chạy từ biên 12 đến biên 13. Khả năng khi gặp 13 lại đổ, gặp ở cái vùng 12.5, 12.3 này dưới này thì là bật lên. VIB. VIB thì đoạn này chúng ta cũng xây một cái nhịp xổ số nữa thôi, và cái nhịp xổ số này thì ở mắc sẽ đạt được khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36. Còn cái điểm đánh mạnh của VIB nó nằm ở cái nhịp dưới này rồi. Nó không còn ở đây nữa. Rồi cổ phiếu BVB, BVB thì mới lên sàn. Tuy nhiên là cái ý đồ tạo lập thì cũng có nói với các anh chị rồi, đó là chúng ta sẽ so sánh với cổ phiếu VCI. Lấy VCI để nhìn BVB, và nếu xét một góc độ, nếu chúng ta nắm cổ phiếu BVB từ những cái thời điểm ở đây nó là khoảng vùng 10 đi đó, và đến thời điểm hiện tại là đã có lên đến khoảng vùng 15. Như vậy là chúng ta cũng đã được 50% lợi nhuận ở trong năm nay. Và cái thời điểm mà khi mà cổ phiếu này đi ngang tích lũy khá là chặt ở khoảng vùng 10 đến vùng 10.5 thì cũng đã khuyến nghị anh chị chúng ta mua để nắm dài cổ phiếu này. Rồi chúng ta xem nào, ý đồ ở đây thì bây giờ BVB sẽ có những cái điểm tích lũy lại ở vùng 14 đến vùng 14.3 ở đây. Vùng tích lũy này không gãy thì cơ hội sẽ kéo lại về vùng 16, vượt thoát vùng 16 thì khi đó chúng ta sẽ đi xây những cái điểm tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán. Đầu tiên là mã cổ phiếu VCI. Hiện tại thì VCI trong team của Hùng cũng đang, anh chị cũng đang nắm rất là nhiều, và một tuần vừa qua 4 phiên giao dịch thì cũng rất là hân hoan. Bởi vì sau một cái nhịp ở đây đúng không ạ, thì chúng ta đã nâng cái target của em này lên vùng 6x, và các anh chị đã chủ động gom thêm hàng trong cái target này, và với lực kéo này thì xu hướng cao là sẽ hoàn thành được cái vùng 60 trên 60. Và chúng ta sẽ quan sát được vùng này. Thường là khi mà cổ phiếu đạt được những target này thì cổ phiếu sẽ đi vào một cái nhịp test cung chỉnh kỹ thuật ở đây. Đó, và ví dụ như mà em mới test thành công ở đây thì chúng ta lại tiếp tục nâng target của VCI lên 70. Thì một cái câu chuyện là khi mà VCI ở vùng 20, và các anh chị nhớ ở đây là vùng 24. Đó, và vẫn nhớ như in đó là trước chia nó là vùng 32. Thì từ vùng này mà nói xây một cái target của VCI lên 70 thì mọi người sẽ bảo Hùng là nói phét đúng không ạ? Nhưng ông cứ lần lượt ông xây đó, các anh chị có thể xem qua các cái bản tin tuần đó, và ông xây xây đó, và xây 50 xong rồi thì bây giờ chúng ta xây lên 60, và xây 60 xong rồi thì sẽ quan sát những cái tín hiệu ở đây để chúng ta đi xây tiếp. Thì cái câu chuyện là
phân tích của kênh nó là như vậy, nó đi theo dòng thời gian và theo những cái mạch nước tương đối là ổn. HTM thì đã có một cái điểm mua hạn mức bất thường ở trên vùng 30. Trên vùng 30, và sau đó thì nó có cái phiên hai phiên ở đây là cái phiên hơi bất thường trong cái giao dịch của tuần cũ, và cái phiên kết tuần thì HTM đã tính sức kéo lại lấp lại vùng 30. Thì với những cái tín hiệu cung cầu hiện tại của HTM thì nhiều anh chị cũng hỏi là có mua thêm hay không? Có mua thêm hay không thì mà sẽ dành cho những tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta hoàn toàn có thể canh mua thêm. Vùng mua đó là vùng 30.5. Thế đặt chờ ở những cái vùng đây, vùng biên dưới này này, 30.5 đây các anh chị. Đó. Ở vùng 30.5 với mục tiêu là chúng ta sẽ nâng target của em này lên khoảng vùng 34 đến vùng 35 thì chúng ta sẽ chốt HCM. SSI ở thời điểm hiện tại là chính thức là SSI cũng đã hoàn thành, tức là tuần trước là chúng ta đã hoàn thành cái vùng giá 30 trên 30 ở đây. 30 trên 30 thì cũng có dự báo một cái câu chuyện SSI có thể chỉnh kỹ thuật về vùng 29.5 để kéo lên đến vùng 31 đến vùng 30 33. Đây, kéo lên đến vùng đây. Thì cổ phiếu này là không chỉnh và cổ phiếu này lại tạo gap và lấp gap ở ba phiên ngày thứ hai, thứ ba và phiên kết tuần thì SSI có một lực kéo rất là đẹp lên đến vùng 33. Thì câu chuyện là SSI còn đi được nữa hay không thì SSI là một cái mã cổ phiếu của chứng khoán gần như là đầu ngành. Thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ quan sát cái đường đi của SSI như sau. Đó, chúng ta sẽ quan sát lại SSI đây, nó sẽ hình thành nên một cái vùng 32 đến khoảng vùng giá 33. Đó, chắc chắn là SSI sẽ có những cái điểm trả cung, test cung ở trong cái vùng này không gãy. Một đến hai phiên nữa thì sau đó thì có hay không thì chúng ta sẽ nâng cái target tiếp theo của SSI có thể đánh lên được đến khoảng vùng giá 38. 38 của SSI. Rồi, cổ phiếu SHS. Nhóm chứng khoán vẫn đang còn một cái lực đánh tương đối là ổn định và tương đối là mạnh. Thì SSH cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây, ví dụ như là phiên ngày thứ sáu cũng có thêm cái đánh giá bởi vì khi đó là nhìn thấy là ông này ông ấy đây, 31 tháng 12 đây các anh chị nhá. Đó thì lúc đó là nhìn thấy những cái ý đồ tạo lập đó, phiên 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 tạo lập về cái đánh giá cái tạo lập của SSH là cực kỳ khủng và đang có những cái điểm test cung nhẹ nhàng ở vùng 23 không gãy thì sẽ tiếp tục kéo. Và quan sát kỹ cái động thái, nhìn ý đồ xu hướng thì đang muốn đánh một nhịp nữa, tức là tại cái thời điểm đó thì nhìn thấy rằng là khả năng sẽ đánh đó. Trong nhịp kéo này một nhịp ở đây, một lực đánh nữa có thể đi về vùng 27.5 đến vùng 28 đang dự báo như vậy. Và cái dự báo này cũng thì đưa ra lúc đó khoảng mấy giờ, nói chung sớm, lúc đó là SHS chưa đánh, khoảng 9 rưỡi, khoảng 9 rưỡi là bắt đầu phân tích một cái loạt này đó, kể cả đánh cả đánh giá cả BBB. Thì sau đó phiên chiều mới đánh, SHS là hình như phiên chiều mới đánh và cổ phiếu này đánh vượt thoát cái vùng 24 để nâng, chính thức là nâng cái target của em này là về vùng 27.5 đến vùng 28. Đó thì câu chuyện nó là vì sao lại cần những cái tín hiệu cập nhật thường nhật, nó là như vậy bởi vì cái tín hiệu đánh ấy, là ví dụ như bây giờ cuối tuần thì cổ phiếu nó đánh sừ mất lên 25 rồi, nhưng mà trong cái phiên ngày 31 thì cũng đã nhìn thấy được những cái ý đồ tạo lập là xu hướng sẽ đánh tiếp một nhịp nữa lên vùng 27.5 đến vùng 28. Như vậy thì các anh chị nhận được cái cập nhật đó thì chúng ta đang có cổ phiếu thì chúng ta sẽ cân thêm hàng. Đó, bởi vì target đã được nâng lên mà, đúng không ạ? Rồi, cổ phiếu MBS cũng là một cái mã cổ phiếu rất là thành công. Và target 16 trên 16 thì chính thức là hoàn thành ở tuần giao dịch trước đó và cổ phiếu này bắt đầu có những nhịp test cung lại. Thì những cái nhịp test này nó sẽ ở khoảng biên 16.16.4 đến khoảng vùng 16 không gãy thì chúng ta đang đưa cái target này lên vùng 18 và về xu hướng, về mặt xu hướng là hoàn toàn khả thi. Hoàn toàn khả thi về cái việc là cái vùng này sẽ không gãy, ý đồ tạo lập đang kéo một nhịp nữa. CTS cũng đánh trần và CTS thì cái ý đồ nó cũng hoàn toàn tương tự như là cái con SHS ấy. Đó là khi mà cái vùng 14 đến vùng 14.5 này sau nó đánh hở gap này và nó không nó tạo gap xong đó thì nó bị lấp lại đây và phiên kết tuần thì cũng như vậy. Và với cái tín hiệu lực
cầu này thì CTS cũng sẽ tiếp tục đánh. Và nâng cái target này của em này lên được bao nhiêu ta? Chắc là khoảng tầm vùng 17. Rồi, mã cổ phiếu cũng cực kỳ là tuyệt vời của chúng ta đã bắt được, đó là BVS nữa. Đó. Rồi BVS thì nó đi như thế này thì cũng là gọi là về vùng cao nhất rồi, 18 trên 18 rồi anh chị. Về vùng 18 trên 18 rồi thì phiên ngày thứ hai chắc là cũng phải nghỉ ngơi một tí ở cái vùng này để chúng ta xem tiếp những cái ý đồ tiếp theo. Nhưng nhìn chung là CTS nhịp BVS nhịp này cũng đang rất là khỏe, kéo khỏe lắm. Vùng 17.5 chúng ta sẽ xem, chờ em ấy test cung cầu ở đây trước khi mà có thể nâng cái target của CTS BVS lên khoảng vùng 2x hoàn toàn khả thi. Với lực đánh như hiện tại thì chỉ có đi tiếp thôi. Dòng tiền các anh chị nhìn thấy chưa? Đó, nên là này các anh chị nhìn ra dòng tiền này, đó, sau khi mà nó tích lũy này, nó đi lên này, xong nghỉ ngơi một cái nó đi đi lên thẳng này. Đó, tín hiệu mác như vậy, dòng tiền đang khá là tốt thì như thế thì cổ phiếu nó chỉ có tăng thôi. Mã cổ phiếu AAS, thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhận định như thế nào cho nó đúng? Ôi, trong tim bình luận loạn xạ lên, những các anh chị chả hiểu cái gì vậy. Những anh chị nói nhiều đánh giá là như vậy, các anh chị không hiểu gì về về mã cổ phiếu AAS. Trong cái phiên mà nó bị đạp ở đây này, mọi người bảo là đạp gần sàn thế này thế kia, nhưng mọi người không hiểu là cổ phiếu AAS là cổ phiếu ở sàn Upcom. Vì vì cái phiên giao dịch của ngày thứ tư đó, nó kéo một cái lực kéo ở trên 9 cộng này rất nhiều này, dẫn đến cái câu chuyện là trung bình giá của nó bị kéo lên ở vùng 8.6. Nhưng về bản chất của AAS là kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ năm thì cái giá tham chiếu của nó chỉ ở khoảng vùng 8.2 thôi các anh chị nhá, 8.2 đến vùng 8.3 thôi đó. Nhưng vì cái giá đóng cửa là nó kéo lên vùng 8.6 thì như vậy là nó mở cửa phiên một phát nó sập 0.4, là các anh chị bắt đầu bình luận loạn xạ em này lên. Nhưng với góc độ kỹ thuật thì cũng đã có những cái điểm phân tích tuần và phân tích rất kỹ trên luôn cho anh chị rồi. Vùng 8 sẽ là vùng đó, vùng 8 sẽ là vùng xác nhận một cái điểm mà trung hạn của em này đi đó. Vùng 8 mà không gãy nhá, em này nó đánh thêm một hai nhát nữa không gãy, các anh chị chờ xem AS có lên được vùng 15 không. Ui chết, từ 8 lên 15 mọi người lại bảo Hùng nói phét rồi. Nhưng 8 lên 15 thì xa quá, trên con đường đi đó thì cái ý đồ tạo lập á, nó sẽ đến thôi. Nhưng trước mắt là Hùng hãy kỳ vọng đánh ở vùng 8 không thủng thì sẽ xây lên 10, 10 không thủng sẽ xây lên 13, 13 không thủng thì mới xây lên 15. Đấy là đường đi của AS. Ok. Phân tích một số các mã cổ phiếu nhóm ngành thép nữa. Ngày hôm nay thì khả năng là sẽ không phân tích được nhiều cổ phiếu. Chúng ta nói hơi sâu về các cái mã cổ phiếu nên là nó sẽ bị mất thời gian. Hòa Phát cũng chính thức có một điểm mua hạn mức bất thường để nâng target của em này lên vùng 44 đến vùng 45, và thời điểm hiện tại vùng 40.5 là cái điểm tỷ bật rất là ổn định của cổ phiếu trong 2 tuần vừa qua. Cầu đang hơi bị tụt một tí, tốt rồi, như vậy là tốt. Hoa Sen, mục tiêu của em này là vùng 23 trên 23, và đây thì đã có một cái điểm đánh ở đây cũng tương đối là thành công. Và sau đó thì bây giờ thì nó sẽ như này đây các anh chị quan sát hộ Hùng, vùng 21.5 không gãy như vậy là cổ phiếu sẽ còn tiếp tục đánh, còn gãy vùng 21.5 thì các anh chị xem xét hạ tỷ trọng. NKG sau một cái điểm mua ở đâu đó dưới này để chúng ta nâng cái target lên vùng 16 đến vùng 17 đây, 16 chấm đây, như đây 16 16 vùng 16 đến vùng 17. Thì cổ phiếu đang có những cái điểm test tích lũy trở lại vào vùng 4.6. Các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm nếu những cái điểm điểm này không bị gãy. Còn nếu nó bị gãy với một cái lực bán mạnh thì chúng ta cũng thể xem xét để chúng ta bán. Tín hiệu ngắn hạn á, Nam Kim chưa chạy được đâu, chưa tăng được đâu. Vì sao? Đó, thì một cái dòng tiền nó đang cắm đầu như thế này thì lấy cái gì để tăng ạ? Nó chỉ có tích lũy đi ngang. Sau đó thì nó mới bẻ được cái pha xu thế. Đấy, các anh chị nhìn thấy đây này, đó, từ đây đúng không? Đó, dòng tiền này, dòng tiền nó đi lên như thế này thì cổ phiếu nó mới nuột nà được chứ, mấy dòng tiền nó cắm xuống như thế thì nó đi vào đâu, nó chỉ có đi ngang tích lũy thôi. Kỳ vọng tích lũy không gãy vùng này là tốt này.
Rồi, TLH cổ phiếu trung hạn của chúng ta đến đâu rồi? À, chúng ta xây hiện tại là xây đến 7.5. 7.5 không gãy thì chúng ta nâng lên vùng 8.5 đến vùng 9. Và TLH thì đấy, cũng tuần vừa rồi chúng ta hơi kém, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, mác xấu. Thì kỳ vọng đối với TLH vùng 7.5 không gãy, gãy 7.5 thì bán. Cổ phiếu TVN. TVN thì đang xây dự ở vùng 9, kỳ vọng vùng 9 nó sẽ đạt được thôi. Từ cái vùng này đi lên đến vùng 9 và đường đi thì như vậy thôi. Còn trên cái đường đi đó thì nó hơi gập ghềnh một tí. Nó sẽ có những cái điểm test trả lình xình ở đây này, khoảng vùng 8, từ 8 mà ổn định thì sẽ kéo lên 9. Đó. Cách đi như vậy. Rồi, 1:20 uống một ngụm nước. Rồi chúng ta điểm nhanh qua nhóm ngành phân bón BFC. BFC chính thức là đã khuyến nghị mua thêm hạn mức bất thường. Khi mà BFC có những cái điểm đánh vượt cung vùng 17 và BFC, các anh chị lưu ý những tài khoản nào chúng ta đang cầm BFC hoàn toàn có thể canh mua thêm BFC ở vùng này. Xu hướng tiếp tục đánh. Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau. Không có gì thay đổi cả, ở trong nhịp này thì đang đặt cái target của em này ở vùng giá 14.5. Đạm Phú Mỹ cũng không có gì thay đổi cả, biên vận động 18 đến vùng giá 2x. Nhóm ngành cao su GVR thì đã chính thức gọi là khuyến nghị anh em của chúng ta ở vùng 30 đến vùng 31, 31.5, nói chung ở vùng này thì chúng ta sẽ chốt thôi. Hiện thực hóa một cái nhịp mà chúng ta phân tích từ vùng giá 9 lên đến vùng 30. Cổ phiếu PHR. PHR hiện tại thì cũng không có nhiều cái dư địa lắm. Khi mà dòng tiền tiếp tục đi ngang biên ở đây, tạm thời biên hỗ trợ 62.5, kháng cự ở đây là vùng 65. Ship. Ship ở thời điểm hiện tại mắc đây đang 189 190. Hỗ trợ khoảng vùng 160. SJC. Rồi. SRC thì cũng đã có những cái phân tích khuyến nghị cho các anh chị từ rất là lâu rồi. Từ cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 16 đến vùng 16.5 khuyến nghị mua cho target 22. Phiên này là một phiên gọi là phiên rơi đỉnh cao, đạt được ở vùng 21.85 và sau đó lấp lại gáp. Đó. Thì chắc chắn là các anh chị xem những bản tin của Hùng thì sẽ không đặt mua 28.21.85 đúng không ạ? Thậm chí là lên đến 21.5 là chúng ta đã phải co chân bốn cẳng và chuẩn bị chốt rồi, chứ không mua ở vùng này. Đó, thì cái câu chuyện là khi mà chúng ta tiếp cận được những cái giá trị mà Hùng mang lại cho các anh chị là nó là nằm ở đấy. VSC. VSC thời điểm hiện tại đang để target 55. Em này cũng buồn cười thật đấy, đến đoạn này không chịu đổ, chắc là lại muốn kéo tiếp một nhịp nữa chăng. Rồi sẽ quan sát thêm để xem định lượng nó có kéo thêm được vùng 60 ở đây không. Cổ phiếu HAH. HAH ở nhịp này đang xây ở vùng 19.5 đến vùng 2x và đang đạt được mắc ở vùng 19. Bây giờ hỗ trợ ngắn của em này ở vùng 17.5. Quan sát thêm. Chờ tín hiệu dòng tiền tạo đáy ở đây và cổ phiếu không gãy 17.5 thì sẽ có một cái lực bật ở đây từ vùng 7.5. Cổ phiếu Gimades ở thời điểm hiện tại đã khuyến nghị các tài khoản trong team rồi, mua thêm đi. Các anh chị đang nắm thì chúng ta mua thêm. Ở vùng 31 đến vùng 32 chúng ta mua thêm cho một cái nhịp hồi kỹ thuật ở đây ở vùng 34 cộng. Cổ phiếu CCL à? Động cơ. Ôi CCL đánh kiếp thế. CCL đánh cũng kinh đấy. CCL thì nó là đầu cơ mà nên là nó đánh dốc lên thế này nhưng mà nó sẽ lấp lại gáp thôi. Đối với CCL anh chị nào quan tâm ở vùng 9.3 đến khoảng vùng 9.5 chúng ta có thể canh mua vị thế ở trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Cổ phiếu VNA là một em đầu cơ của nhóm ngành cảng biển và thường á, thì đây kháng cự của nó đây khoảng vùng 4.4 gì đấy, 4.3 gì đấy và hỗ trợ ở khoảng vùng 35, 37. Cổ phiếu của nhóm ngành Viettel VGI khuyến khuyến nghị đầu tư rồi.
mua ở những cái điểm mua cực kỳ là thấp, và chúng ta xây target cho em này ở vùng 30 mấy đấy ạ, 35 trên 35 hoàn thành. Sau khi hoàn thành cái này thì em mới đổ, và những cái điểm đổ về mặt kỹ thuật ở đây thì hỗ trợ sâu của em này khoảng vùng 32.5 hợp lý. Nói chung là đổ về khoảng vùng 32.5 36 đến tích lũy ở đây. Cùng với đó thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật hội tụ cùng với giá, không cái 32.5 thì sẽ có một lực hồi ở đây. Cổ phiếu VTP. VTP này cũng nhiều người quan tâm nên là chúng ta sẽ Vietheport thì thời điểm hiện tại cũng không có nhiều dư địa đâu các anh chị. Đó, nó đi ngang ở trong cái biên này thôi. Cái biên này thì cũng đã đưa cho các anh chị rồi, vùng 105 đến khoảng vùng 115 ở đây thôi. Cổ phiếu CTR đó là mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Rồi, CTR thì đã khuyến nghị gom thêm cho một mục tiêu của CTR ở vùng giá 75, và CTR và VGI là hai mã cổ phiếu đáng để đầu tư của nhóm ngành Viettel. VTK thì gọi là đầu đầu trộm đuôi cướp đó. Đó, nhưng mà vẫn ngon. Đấy, em này nó chỉ đánh khoảng 2 cây thôi, đủ target. Đây. Đó, vùng này, vùng 30 các anh chị đặt mua, ngon chưa? Phiên này kéo phụt phát xuống 30. Đó, trong phiên ăn luôn 31.6. Cái cách đánh của nó là như vậy. Nên là từng mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu cái cách đánh và chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng. QNS, nhóm ngành mía đường thì QNS cũng trong team cũng đang có một số anh chị đang nắm. Ở QNS rồi, đập lại đây hỗ trợ rồi các anh chị 38.5 thì xu hướng lại bật thôi. Đó, như vậy thôi, nó không có cái gì cả. Bật ở nhịp này thì đánh về vùng 40.5 đến vùng 41. SBT SBT đang xây ở vùng 22, viêm họng vẫn chưa khỏi. Uống uống cả kháng sinh tự nhiên của nhà đầu tư gửi nhưng mà vẫn chưa khỏi, vẫn đang viêm họng. FTB, FPT thì sẽ có những điểm xu hướng tích lũy ở khoảng vùng 20, 20.5 đến vùng 21 không gãy thì cái dư địa để em mới đánh lại về vùng 22 là còn. SLS mía đường Sơn La. Mà SLS cũng hay rồi đấy, đang có những cái nhịp test lại cung ở vùng 70, lại vùng này mà không gãy thì lại kéo thôi. Dòng tiền đang tốt rồi đấy, xu hướng dòng tiền đang kéo lên. Và SLS thì lịch sử tạo lập của nó kéo cũng rất là kinh, nên là em này thì thanh khoản nó thấp, chính vậy nên là chúng ta đầu tư ít thôi. LNS. LNS ở cái target mà chúng ta đang để ở đây là vùng 8.5 thì đã có 1 2 3 3 nhát chạm 8.5 không thủng được. Chính vì vậy nên là cổ phiếu lại phải lùi về lại vùng 7.5 đến 7.8 tích lũy thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Trong cái cổ phiếu của nhóm ngành dệt may chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu TCM. Đây là một cái mã cổ phiếu đời đầu mà chúng ta phân tích trong một cái sóng lên, và dự kiến thì TCM sẽ có những cái nhịp trả cung cầu hợp lý ở đây. Đó là nhịp trả cung này ở đây rồi, vùng 48.4 đến vùng 50. Chúng ta nâng một cái nhịp xổ số lên vùng 55 đến vùng 60, nhưng dự 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 khả năng là nhịp này sẽ đánh được khoảng đến vùng 55 trước, xong rồi thì tính 60 sau. Đây là nhịp xổ số của em này. Cổ phiếu TNG khuyến nghị mua rồi, nhưng mà cái kháng cự của nó 16 khó quá nha. Kháng cự 16 một lần, hai lần, ba lần, lần này lần đánh thứ hai và lại phải trả về vùng 15.5, thì đối với những tài khoản mà chúng ta đang cầm em này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát vùng những cái vùng hỗ trợ ở đây thôi. Chấp nhận TNG thì chấp nhận cầm dài hơi thêm một tí vậy. Cổ phiếu VGG ở VGG ở đây đó, và sau khi mà đã đạt được những target khá là tương đối là khá là ổn ở trên này, trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một cái nhịp sóng lên ở đây, cổ phiếu chỉnh giảm về lại thì thời điểm hiện tại là chúng ta dò lại cái vùng hỗ trợ ở đây này, chúng ta nâng lên khoảng vùng 40.5 đến khoảng vùng 41 ở đây thì cái xu hướng là nó sẽ đánh bật đây này. Trong phiên này cũng có một phiên đánh bật lên ở đây, cái vùng kháng cự ở đây này, chúng ta để 45 đấy. Thì cái nhưng nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ cái cách vận hành của cổ phiếu thì chúng ta sẽ rất là dễ để chúng ta có thể thao tác trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư.
Ở VGT đến thời điểm hiện tại thì target mà chúng ta đang xây vẫn là 10 trên 10. Vẫn là 10.5 trên 10.5. Đó, thì thường khi mà cổ phiếu đạt target thì cổ phiếu sẽ chỉnh lại, và kỳ vọng thì những cái điểm chỉnh kỹ thuật của em này ở khoảng vùng 10 không gãy thì cái cơ hội đánh tiếp là còn. Nhìn cái lực ra này của VGT thì VGT hoàn toàn có thể đánh tiếp một cái nhịp tiếp theo của em này lên khoảng vùng 11.5. Đó, chính thức tuần này chúng ta sẽ nâng target của VGT lên 11.5. Cổ phiếu EVE này đánh hơi chậm một tí nhưng không sao cả, vùng vùng hỗ trợ lại của em này đây rồi, vùng 1.8 đến vùng 12. Và cổ phiếu này thì cũng sẽ kỳ vọng đánh những cái điểm đánh nó dài hơi hơn chứ nó không kéo kiểu cùi bắp như này đâu. Dòng tiền đang đi ngang là tốt rồi và kỳ vọng là dòng tiền sẽ bật lên cùng với giá, không bị gãy cái vùng ở dưới này, đó là vùng 11.8 đến vùng 12, thì xu hướng phục hồi tiếp diễn và để đưa về cái target ở khoảng vùng 15 trong cái nhịp chúng ta phân tích đầu tư của EVE. Cổ phiếu GIL trong cái nhóm này nó vừa là dệt may, vừa là bất động sản khu công nghiệp, thì GIL sau khi mà đạt target ở đây cũng tương đối là cao đây này, trong một cái hình mũi tên chúng ta phân tích ở đây thì em này đang chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Các anh chị quan sát giúp cùng vùng 40 đến vùng 41 xu hướng là sẽ bật đấy, dòng tiền bắt đầu một phát ngóc rồi, ngóc thêm vài phát nữa là ngon, sẽ bật ở đây. Thì những tài khoản mà chúng ta đang cầm chúng ta mua hỗ trợ và về đến cái vùng kháng cự ngắn này chúng ta bán này, đó chúng ta lướt lát được 3-4% trong vòng có một tuần, trong cái gửi banh một năm được có 5%, các anh chị cứ tính toán đi, một tuần chúng ta kiếm được 2% mà chúng ta cười rồi. Ở một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành khu công nghiệp ví dụ MPC hiện tại thì đang đi ngang thôi, siết chặt ở quanh vùng 29, chưa rõ xu thế. ACL ACL tốt các anh chị, ACL như vậy là đây cái vùng của ACL đó là vùng 12.7, đi ngang như kẻ chỉ. Đi ngang siết chặt rồi và đây là một cái tín hiệu đầu tiên để giúp cho chúng ta nhận diện rằng ACL sẽ đánh lên từ đây. Đánh thì lại về lại kháng cự ngắn ngắn đây thôi, nhịp này đánh về 16. Rồi, anh nào có hàng thì cứ về đấy mà. VHC. Đó, VHC, rất nhiều anh chị hỏi là có bán không thì quan điểm cùng là không bán. Vì sao lại không bán? Đó, thì trong cái bản tin phân tích tuần trước cũng đã đưa cho các anh chị rồi. Gãy 40 thì chúng ta bán tất, không gãy thì chúng ta cứ cầm và từ vùng này sẽ bật thôi, dòng tiền ngóc rồi, ngóc ngóc là bật. Dòng tiền ngóc là bật thôi. Rồi, ok. Cổ phiếu CMX nó khi mà chúng ta xem bản tin của Hùng thì như vậy, ôi CMX đánh tưng bừng quá. Thì chúng ta sẽ tìm ra được cái vùng hỗ trợ của nó, và khi từ cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta hoàn toàn chúng ta mua vùng 15 là hỗ trợ, và đây một cái điểm 15.2 đến điểm 15.5 này chính là trong một cái bản tin phân tích tuần nào đó chúng ta đã nói đến cái vùng hỗ trợ này. Đó, vùng này không gãy, tín hiệu dòng tiền đi vào, cổ phiếu bật và lực bật thì trong tuần khá là mạnh, bởi vì trong các cái bản tin phân tích tuần này chúng ta chỉ nói đến cái vùng 17 thôi. Và trong tuần vừa qua thì nó ngồi qua 17. Ngồi qua 17, 17 9 à, 17 9 thì cũng tương đối là mạnh đấy. Về 17 5 một tí, test cung cầu chỗ này ổn định thì sẽ kéo lên khoảng vùng 19. ACL là một mã cổ phiếu siêu đầu cơ. Đó, nên là nó cũng 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 mang cái tầm vóc đầu cơ như vậy, khi nó chạy thì thôi. Cổ phiếu ANV. ANV có một cái vùng hỗ trợ dài đây này. 22 đến vùng 22.5 này, vùng này không gãy thì dự là cái target của nó vẫn đạt được ở vùng 24 này. Đấy là cái kịch bản mà chúng ta đưa ra từ những cái vùng ở đây. Và về mặt lý thuyết ở trong thứ sáu tuần trước là cổ phiếu này hoàn thành vùng 24. Trả cung đẹp vùng 23.5. Trả hơi sâu vùng 23. Và với tín hiệu đánh như hiện tại như thế này thì sang tuần tới cổ phiếu ANV có thể sẽ chỉnh trang kỹ thuật lại một tí ở đây trước khi mà cổ phiếu này tiếp tục kéo lên đi ở đây được đấy. Nhịp này thì ANV khả năng cũng sẽ kéo được ở khoảng lên khoảng vùng 27, 27 đến khoảng vùng 28, 27 hợp lý. Liên quan đến cổ vừa mới đánh xong AMV, cái cổ phiếu AMV này các anh chị này là khuyến nghị đầu tư mua ở đến rung rồi. Thì trong thời điểm hiện tại đây là cái mã ngành của nhóm ngành y tế.
Vâng, nói luôn một tí, nhân tiện là đánh đánh nhỡ ra đây thì em này á là em mới đang khuyến nghị những cái điểm mua đâu đó ở dưới này vùng 19, sau đó thì kéo lên thì tiếp tục ở đây nó có một cái điểm hỗ trợ vùng 20 đến vùng 20.5 là điểm nghỉ ngơi, thì chúng ta tiếp tục gom thêm 50% tỷ trọng ở đây. Mục tiêu ở trong nhịp này thì gap này nó tạo ra thì nó sẽ lấp lại vùng 23.4 đến vùng 23 đến vùng 24 của nhịp này. AMV cổ phiếu DHC, DHC rất là đẹp. DHC thì chúng ta cũng phân tích một cái sóng lên, trời ơi nó đi rất là dài rồi, và trong một cái sóng lên rất là dài đó thì chúng ta đang nói đến cái vùng kháng cự của nó là vùng 60, và chính thức là cái target mà chúng ta đi xây ngang xây ngửa từ những cái vùng của trước này đó là vùng 60, và sau cái vùng 60 đó thì chúng ta tìm ra được một cái vùng hỗ trợ ở đây các anh chị này, 57.5 này. Đó, 57.5 là cái vùng mà cổ phiếu này không gãy. Đó, là ngon. Đó, và đây đang là một cái tín hiệu cuối cùng đánh lên như này, dòng tiền bắt đầu piu lên, đó thì cổ phiếu lại bắt đầu có xu hướng đánh lên, và chúng ta nâng target của DHC lên vùng 65 hoàn toàn khả thi. 1:35 phút rồi, chúng ta nói thêm một số các cái mã cổ phiếu của nhóm dược nữa đi. IMP, cổ phiếu dược Việt Nam, cổ phiếu này có khuyến nghị đầu tư thì chúng ta sẽ nói. Ở dược Việt Nam đến thời điểm hiện tại sau một những cái nhịp đánh lên thì cũng có tìm về một cái vùng 15 15.8 đến vùng 16 ở đây, để cho các anh chị chúng ta đang cầm hàng thì chúng ta có một cái niềm tin là yên tâm vùng này chưa gãy thì tại sao chúng ta phải bán, và những anh chị nào mà bán ở phiên này là bán đúng đấy, bán đúng hỗ trợ đó. Tiếc không anh chị? Tiếc chứ. Đó, bán xong bây giờ nó lại lên 17.18 rồi. Thì mục tiêu của dược Việt Nam ở trong nhịp này vẫn là vùng 19 cộng. Đó, vùng 19 cộng. Rồi chúng ta phân tích thêm một số cái mã cổ phiếu mà lúc này Hùng chưa phân tích được vì Hùng sợ không đủ thời gian, thì bây giờ là lướt nhanh qua một tí. PLC đã đạt cái cột mốc 28 trên 28, dự kiến thì PLC sẽ test lại cung ở vùng 28.5. Không gãy thì sẽ tiếp tục kéo. KSB. Rồi, mục tiêu của KSB sau những cái điểm mua thêm của KSB ở vùng 30 thì chúng ta sẽ đưa target của em này về vùng 34. Cổ phiếu DHC cũng DH à D DHC DHA DHA nhầm DHA. Thì DHA cũng đẹp đó. Các anh chị nhìn này. Đó, chỉnh ở vùng 42 không gãy này thì lực cầu tiếp tục kéo, và với một cái lực kéo như thế này và với cái sự khởi sắc của nhóm ngành đầu tư công thì DHA nó cũng sẽ chạy thôi. Về vùng 48 đến vùng 50 là hoàn toàn khả thi. HT1 cũng nhiều anh chị đang cầm, và mục tiêu của hạ tiên 1 vẫn là vùng 18.5 đến vùng 19. Cổ phiếu BCC khuyến nghị đầu tư rồi, khuyến nghị đầu tư và đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi. Tại sao lại đẹp? Có những nhịp test cung này, cái vùng này, và từ cái vùng 8 là bắt đầu khuyến nghị chiến đấu cho vùng giá mục tiêu ở vùng 10 đến vùng 10.5. Trong tuần thì đã có điểm chạm đến vùng 10 đây này, xong rụt đầu xuống. Rụt đầu xuống đẹp đó, đẹp đẹp, những điểm rụt đầu này quá đẹp luôn, ở 9.3. Sau đó lại kéo lên trên vùng 9.5, đẹp. Rồi. Cổ phiếu đầu cơ HHS. HHS đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 6 trên 6. Cổ phiếu đang có hai phiên test cung đẹp ở đây, và dự kiến là HHS sẽ tiếp tục kéo. HHS là đi vào một cái trend trung hạn. Đây các anh chị này, cái vùng 4.5 này chính là cái vùng xác nhận một cái kênh xu thế trung hạn của HHS này. Cổ phiếu HAR cũng khuyến nghị đầu tư, bắt tưng bừng rồi và đang lãi khoảng tầm độ 15-16% gì đó. Cho mục tiêu sẽ cán về khoảng vùng 6 đến vùng 6.5. Rồi cổ phiếu hút hiện tại là đang bị đạp xuống, và cái phiên đạp ở cuối tuần thì tương đối là mạnh, và cái lực đạp này thì xu hướng cao là sẽ đưa hút về cái vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng giá 4, bởi vì nó kéo nhanh quá các anh chị, nó kéo nhanh quá nên là nó bị đổ lại, kéo nhanh quá về vùng 5 là vùng kháng cự thì nó sẽ đổ đổ lại, và những cái nhịp đổ này thì nó sẽ canh để chúng ta sẽ bắt bắt tiếp. Bởi vì hút trên góc độ kỹ thuật là hút sẽ có một cái trận đánh nó cái game 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 đánh nó dài hơn, và khả năng đây cũng đang là những cái nhịp để rũ hàng, rũ nhà đầu tư cá nhân.
Cổ phiếu Fit đến thời điểm hiện tại là hoàn thành cái target 15 trên 15. Và sau đó thì dự là chỉnh kỹ thuật, nhưng mà với cái cách đánh này thì Fit sẽ không chỉnh kỹ thuật, và Fit sẽ có thể test cung nhẹ nhàng ở vùng 15 để kéo lên khoảng vùng 17. Lực đánh của Fit đang tương đối là mạnh. Cổ phiếu BCG cũng là mã cổ phiếu mà trong team khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại thì BCG cũng đã hoàn thành cái cột mốc 14 trên 14. Và đang bước vào những cái điểm test lại cung cầu đây, những cái điểm test cung nó có thể các anh chị đang cầm, các anh chị quan sát giúp Hùng ở khoảng vùng đây này, hợp lý ở khoảng vùng 12.5, không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Cổ phiếu ASM cũng khuyến nghị đầu tư, và đến thời điểm hiện tại chúng ta đã xây cái target của nó 17.5 trên 17.5. Cái vùng 16 trở thành một cái vùng hỗ trợ ngắn, cổ phiếu không gãy vùng 16 thì chúng ta tiếp tục cầm cho những cái tín hiệu có thể kéo lên đến tận vùng 20. Ở đó, ở vùng này điểm mua cũng không khuyến nghị nữa các anh chị nhá, điểm mua đến đoạn này là không có khuyến nghị nhá. Không lại tránh cái trường hợp là mọi người bảo à đây bây giờ 16 lên đến 20 vẫn còn ngon mua. Đó, ví dụ như vậy thì tránh những cái câu chuyện như vậy, những cái điểm mua của ASM nó nằm ở dưới này, còn đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ dành cho những tài khoản, ví dụ những tài khoản có thì chúng ta hoàn toàn có quyền mua. Đó, vùng 16 chúng ta đặt mua và có thể vùng 18 là chúng ta đặt bán, là chúng ta lướt 2.000 trên một cổ phiếu, ví dụ như vậy, những cái cổ phiếu mà chúng ta đang có. Cổ phiếu IDI cũng đã có khuyến nghị mua, và trong cái target mà chúng ta đang đi phân tích ở đây đó là khoảng vùng giá 8.5 đến vùng 9. Lực đi trong tuần cũ thì nó đi lên được vùng 8 và đang có những cái điểm test lại cung, thì bây giờ cái vùng 7 sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của nó. Và vùng 7 này không gãy thì cái mục tiêu của ta vẫn không thay đổi, đó là đi về khoảng vùng 8.5. Đó. Cổ phiếu LC là một cái mã cổ phiếu mà khuyến nghị các anh chị đầu tư, chúng ta gom dài đó, và những cái vùng trả cung đến thời điểm hiện tại thì LC cũng đang rất là đẹp rồi. Và như vậy thì LC đây này, từ cái vùng này chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ tính toán một cái đường đi của LC. Và những cái vùng mục tiêu cho LC đầu tiên sẽ ở khoảng vùng giá 11.5, đi về 11.5 thì nó hơi xa. Nhưng mà trước mắt thì ở khoảng vùng 10, nhưng mà về mặt trung và dài hạn thì cổ phiếu này Hùng Lê sẽ là một cổ phiếu nhân tài khoản. Nhân như thế nào thì chúng ta sẽ chờ. GMC cũng là một cái mã cổ phiếu hay của nhóm ngành dệt may. Nó đổ lại đây vùng 18.5 thì chúng ta cũng có thể canh mua. Cổ phiếu BMI cũng đang hoàn thành cái vùng đây, đó là vùng dự kiến ở vùng 32, hỗ trợ ngắn của em này ở vùng 29. Cổ phiếu PAC đang tích lũy đi ngang ở vùng 28 cho mục tiêu 30. Cổ phiếu Phú Tài PTB, ở PTB trong tuần vừa rồi giao dịch rất là tốt đó, các anh chị nhìn thấy đây, chúng ta tìm mà Hùng đã tìm cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ đây, vùng 58, 58 này không gãy bật thì sẽ lên vùng 64 đó, thế thôi. Cổ phiếu CSV là một mã cổ phiếu khuyến nghị đáng để đầu tư nắm dài, vùng hỗ trợ của CSV ở đây là vùng 26.5, kháng cự của CSV ở vùng 30, và với một cái lực đánh như thế này hoàn toàn kỳ vọng CSV ở target 30. Cổ phiếu DGC đến thời điểm hiện tại là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 50 trên 50. Hai phiên test cung khá là tích cực, và DGC thì đến thời điểm hiện tại cũng có thể nói là siêu cổ phiếu. Cứ thế đi thôi, túc tắc đi, và những điểm test cung đẹp ở khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 51 các anh chị. Vùng này không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục xây cái target của DGC lên khoảng vùng 55, mạnh hơn sẽ ở vùng 60. Và bộ đôi này là bộ đôi mà khuyến nghị đáng để đầu tư. Cổ phiếu VOC đến thời điểm hiện tại sau khi mà hoàn thành vùng 24 rồi trả cung, vùng hỗ trợ 21 đến vùng 22 vẫn không gãy thì tiếp tục cầm nắm. Cổ phiếu TDM trong tuần vừa qua chia cổ tức, và TDM cũng rất là đẹp, ăn cổ tức 1.200 đó, và cái vùng giá mục tiêu thì bây giờ sẽ trở thành vùng 28.8 sau chia. Đẹp rồi, nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 27, đây là cái vùng mà xác nhận sẽ xác nhận cái xu hướng đánh tiếp, và trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng TDM sẽ đánh. Cổ phiếu BVKE
cũng là nhóm ngành nước, và em này thì cái tính tạo lập cũng khá là tốt, đi lên rồi thì cổ phiếu này sẽ có những cái điểm trả cung lại. Vùng đẹp nhất thì nó sẽ trả lại ở khoảng vùng 33.3, chúng ta canh mua thêm. Và nhịp này thì gần như BVKE cũng cũng đã coi như là cái ý đồ tạo lập là cổ phiếu này khi mà đã đánh bung cái nóc ở vùng 32 thì có nghĩa là sẽ đánh tiếp, và dự sẽ ở khoảng vùng 37 đến vùng 38. Cổ phiếu nào nữa nhỉ? Cổ phiếu V VP VPG. Phân tích nốt mã cổ phiếu này nữa. Từ vùng hỗ trợ 18 thì dự kiến sẽ đánh lên được khoảng vùng 21 đến vùng 22 đây. Tức là chúng ta vẫn đang nâng cái target này lên. Trong ngắn hạn thì như vậy, vùng 20 à, vùng 20 này. Trong ngắn hạn về ý đồ tạo lập thì sẽ về lại vùng hỗ trợ này rồi, vùng 7.5 đến vùng 18. Về vùng này chúng ta sẽ quan sát thêm, bởi vì dòng tiền nó đang cắm đầu này. Đó, một cái cổ phiếu mà dòng tiền đang cắm đầu đi xuống thì chỉ có tích lũy đi ngang và chỉnh giảm thôi. Ok. Như vậy là Hùng đã cùng với anh chị chúng ta view lại qua toàn bộ tất cả những cái mã cổ phiếu ở khá là cơ bản. Còn những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị mà chưa được phân tích thì các anh chị vui lòng comment ở dưới, ở phần dưới bên dưới bản tin này, thì Hùng sẽ thu xếp thời gian để Hùng trả lời cho tất cả những anh chị có những cái dòng comment hỏi về cổ phiếu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về thị trường trong tuần mới. Thì đối với thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán Dow Jones và Dow Jones F của chúng ta đang giao dịch khá là tích cực trên vùng 30.000 điểm. Cùng với đó thì chỉ số chứng khoán châu Á cũng đã có một tuần giao dịch cực kỳ là khởi sắc. Ví dụ như chỉ số Nikkei 225, chỉ số Hang Seng 22 và chỉ số Cofinex đã tăng rất là đẹp. Thì đấy là những yếu tố mà sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái tuần sắp tới, đó là cái tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2021. Cùng với đó thì VN Index của chúng ta, thị trường của chúng ta, bộ ba chỉ số VN Index, VN30, VN30 F1M chính thức vượt mốc kháng cự M6 cộng 5 và đi về mốc M7 rất là tích cực trong cái phiên giao dịch cuối cùng của năm cũ, đó là phiên giao dịch ngày thứ năm. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của thị trường thì chúng ta lại lấy cái mốc M6 cộng 5. Mốc M6 cộng 5 là mốc hỗ trợ chung của thị trường trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Đó là đó, khi cái vùng này là vùng kháng cự của thị trường thì bây giờ khi nó đã vượt qua được thì nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của thị trường. Đó là vùng 1085 đến vùng 1090 điểm. VN30 cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là vùng 1055, 1060, và VN30 F1M của chúng ta thì cái mốc 1060 đến 1070, ở biên trên 1070 đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ của chúng ta ở trong tuần giao dịch của năm mới. Thì đấy là những cái vùng hỗ trợ để chúng ta làm gì? Để giúp cho chúng ta nhận diện là chúng ta còn đánh được, còn cày cuốc được, còn nắm giữ cổ phiếu được, đúng không ạ? Còn khi những cái vùng hỗ trợ của chúng ta bị vi phạm thì lúc đó chúng ta cần phải có những cái đánh giá sâu thêm, sâu hơn về thị trường. Cùng với đó thì cũng đã xây dựng thêm cái mốc M8 đối với chỉ số VN Index của chúng ta ở vùng 1.120 điểm, chỉ số VN30 ở mốc M8 ở vùng 1.095 điểm đến vùng 1.100 điểm, và chỉ số VN30 F1M thì cái trend chủ đạo của chỉ số phái sinh hiện tại vẫn là trend long chủ đạo. Đây, trend long vẫn là chủ đạo, và cái vùng mà chúng ta cũng xây lên của phái sinh đó là ở khoảng vùng 1095 đến vùng 1010 điểm. Và trong cái dư liệu thị trường thì đến thời điểm kết phiên cuối cùng của năm cũ thì toàn bộ cái tâm lý hành vi và cái trend chủ đạo của thị trường vẫn là trend long, nó chưa có dấu hiệu là chuyển sang một cái trend xu thế đi ngang để bứt phá sang một cái trend chỉnh giảm, thì hiện tại cũng chưa nhận diện thấy cái dấu hiệu đó. Chính vì vậy nên cái xu hướng tích cực của thị trường vẫn đang là rất là tốt, rất là ok. Cùng với đó thì sang tuần tới nhóm P sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng ta. Cùng với đó là trụ sẽ là một cái vai trò rất là quan trọng, và những cái trụ nào còn kéo, ví dụ như là Masan, ví dụ như là MVFG hay BVH vân vân, thì những cái trụ kéo nào có thể kéo được thì cũng đã có phân tích cụ thể rồi. Cùng với đó thì nhóm ngành chứng khoán vẫn đang là một cái điểm sáng của thị trường, và nhóm banh, những cái mã cổ phiếu banh thì sẽ còn một cái nhịp tăng nữa.
Một cái nhịp tăng đó nó sẽ lấp lại cái gap mà banh đã giảm ở trong cái thời gian vừa qua. Đó, vậy thì thị trường của chúng ta sẽ hội tụ tương đối là nhiều các cái yếu tố về kỹ thuật ở trong tuần tới. Thì ông sẽ có thêm những cái đánh giá về cái khả năng về cái mốc M8 khi mà phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên giao dịch ngày thứ ba kết thúc. Đó thì cũng sẽ xem lại xem là với cái động thái như vậy thì chúng ta có lên được cái điểm đó hay không, hay là thị trường cần phải nghỉ ngơi. Thì tất cả những cái đánh giá về 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 thị trường, về 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 những cái trend cổ phiếu á, thì cũng sẽ liên tục có những cái cập nhật cho các anh chị ở trên team và đội nhóm của ông Lê. Thì cùng với đó thì cũng có chia sẻ ra các cái room cộng đồng, thì đấy là một cái phần kiến thức ông sẽ giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ có thêm được một cái kênh thông tin tham khảo trước khi mà các anh chị quyết định đầu tư. Một lần nữa, ngày đầu tiên của năm 2021 thì Hùng Lê kính chúc đại gia đình tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng khắp mọi miền của Tổ quốc, và những anh chị em đang ở nước ngoài thì có một cái năm mới sức khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Chúng ta sẽ tiếp nối những cái đà thành công của năm cũ để viết tiếp cho những cái câu chuyện của năm mới. Thì đấy là kỳ vọng của ông Lê, và chúng ta sẽ kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán sẽ là một cái kênh đầu tư lâu dài, ổn định, bền vững, và chúng ta liên tục trau dồi những cái kinh nghiệm, những kiến thức của chúng ta để chúng ta có thể tự vận hành cái cách mua cách bán, và chúng ta chịu trách nhiệm với bản thân chúng ta thì chúng ta sẽ khá dần lên. Còn nếu một cái văn hóa đổ lỗi rằng là vì cái này vì cái kia đó, vì ông này nói thế này thì tôi mới mua như thế này nên là tôi sai, nên là tôi thua lỗ ở trên thị trường chứng khoán, thì nếu như chúng ta vẫn chưa thoát được cái văn hóa đổ lỗi, nếu như chúng ta vẫn chưa chủ động được trong mọi cái giao dịch, và chúng ta vẫn chưa có những cái chứng kiến của riêng mình, phải biết được mình sai ở đâu, vì sao mình sai, và cái sai đó là sai về mình phải nhận cái sai đó và mình phân tích, mình lọc lại những cái sai đó để lần sau mình không sai nữa, và cứ như vậy thì dần dần chúng ta sẽ tiến bộ hơn. Và cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, sau một cái thời gian mà chúng ta lên sóng, đúng không ạ, lên sóng, thì đến thời điểm hiện tại là kênh của chúng ta đã đạt một cái con số là 15.400 anh chị em của chúng ta đăng ký kênh. Cùng với đó thì những cái bản tin view phân tích thị trường của ông Lê thì một tuần cũng đã đạt được khoảng tầm độ 8.000 anh chị em xem. Đó, như vậy là từ một con số 0 đến 8.000 anh chị em biết đến Hùng, biết đến kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, thì đấy là một cái sự cố gắng nỗ lực rất là lớn của bản thân cá nhân Hùng Lê. Bởi vì chắc chắn rằng kênh của chúng ta phải có những cái giá trị thì các anh chị mới đến với Hùng, và phải có những cái nền tảng tích lũy hoặc là giúp ích cho chúng ta tốt hơn. Và trong suốt cái chặng đường vừa qua thì bản thân Hùng cũng không có giấu cái gì cả, tất cả những cái gì tốt nhất, tất cả những cái gì tối ưu nhất, tất cả những mã cổ phiếu còn trend tăng, còn đẹp nhất, những điểm kháng cự, những điểm hỗ trợ của thị trường của cổ phiếu thì cũng đã được Hùng Lê chia sẻ một cách hết sức mở, hết sức là open, nhằm mục đích đó là gây dựng cái cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, cộng đồng chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và đúng là chiến binh, tức là sau những cái thời gian mà các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê, về đồng hành cùng với team, về đồng hành cùng với kênh, theo dõi các bản tin hàng tuần, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta trở thành những cái chiến binh, và chúng ta lướt ở trên những con sóng, chúng ta cưỡi ở trên những cái mã cổ phiếu to, béo, khỏe, đúng không ạ, để chúng ta mang những cái lợi nhuận về cho chính bản thân của chúng ta. Và trên một cái góc độ về phân tích kỹ thuật thì cũng có chia sẻ rồi, đó là lấy những cái dữ liệu ở trong quá khứ để chúng ta phân tích định lượng cho một cái con số ở trong tương lai. Chính vì vậy nó rất là khó. Nó rất là khó nên những cái con số đó nó sẽ đạt được cái xác suất khoảng tầm độ 70%. Đó, 70%. Và đến thời điểm hiện tại thì ông cũng có thể khẳng định rằng là kênh chứng khoán Chiến binh điện tử con sóng là một cái kênh duy nhất mà đi phân tích và đưa ra các cái mốc mà thị trường có thể đạt được đến. Đó, Hùng Lê sẵn, tức là dám chịu trách nhiệm và dám đưa ra cái câu chuyện đó, còn gần như là chưa thấy ai có thể là mạnh dạn để đưa ra được thị trường trong tuần tới có thể đi được đến đâu. Đó thì tất cả những cái mốc đó thì là cái mốc dự báo về tương lai. Đó thì chúng ta một con số trong tương lai thì cũng nói chia sẻ rồi, nó rất là khó. Và khi chúng ta đưa ra những cái mốc hỗ trợ kháng cự rồi cái vùng giá mục tiêu của cổ phiếu và thị trường thì chúng ta sẽ luôn luôn chủ động ở trong mọi cái tình huống như vậy. Thì đấy là cái cách mà ông Lê đã hướng nhà đầu tư cũng như hướng cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tiếp cận ở trong
cái thời gian vừa qua, và chúng ta sẽ kỳ vọng một năm mới thành công hơn, tích cực hơn, và sẽ có thêm nhiều những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư biết đến kênh của chúng ta, chia sẻ những giá trị kiến thức đến với cộng đồng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điểm tin tiếp theo.